À, xin chào các bạn như chúng ta đều biết thì các câu hỏi liên quan đến phần hàm số luôn xuất hiện nhiều nhất à, trong đề thi và hôm nay thì chúng ta sẽ đi giải quyết một cái lớp câu hỏi liên quan đến phần hàm số đó chính là tính đơn điệu của hàm số và mục tiêu của bài giảng hôm nay thì à, sau khi các bạn học xong à, thì hy vọng rằng là các bạn khi gặp các câu hỏi liên quan đến tính đơn điệu của hàm số trong đề thi thì chúng ta phải xử lý tốt được cho thầy và đây các bạn có thể nhìn thấy à, phần kiến thức à, thầy sẽ giúp các bạn giải quyết trong cái à, nội dung của bài giảng hôm nay Trước tiên là về nội dung của bài giảng là tính đơn điệu của hàm số và các bài toán liên quan Thì để chúng ta có thể tiếp cận tốt cái phần kiến thức cũng như các cái dạng toán và có thể làm tốt được trong đề thi Thì lúc này các bạn có thể nhìn thấy cách thầy giúp các bạn tiếp cận kiến thức Thứ nhất đó là về mảng kiến thức tính đơn điệu của hàm số thì việc đầu tiên thầy cung cấp cho các bạn phần kiến thức nền tảng chắc chắn rồi để làm tốt các bài toán liên quan đến tính đơn điệu thì việc đầu tiên là về mặt kiến thức nền là các bạn phải làm tốt và lúc này thì thầy sẽ thống cho các bạn phần kiến thức nền thông qua một cái sơ đồ tư duy đầy đủ cho các bạn. Thì đoạn sau chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Ở đây thì thầy cho các bạn có một cái nhìn tổng quan, hay là thầy đưa ra cho các bạn cách để chúng ta tiếp cận phần kiến thức nhé. À, sau đó khi các bạn đã có kiến thức nền rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ thực hành thông qua các cái dạng câu hỏi. Và việc đầu tiên thì thầy sẽ giúp các bạn phân dạng các dạng câu hỏi trong đề thi, và việc phân dạng này sẽ giúp các bạn nhận diện nhanh các câu hỏi có trong đề thi. Và hiển nhiên khi đã nhận diện được các dạng câu hỏi rồi, thì vấn đề tiếp theo của các bạn đó là phải biết cách giải nó như thế nào. Và lúc này thầy sẽ cung cấp luôn cho các bạn cách giải các dạng toán tương ứng tức là ứng với từng dạng toán thì cách giải như thế nào và trong cách giải này thì thầy ta sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ các cái hướng tư duy và để giải quyết các cái bài toán tương ứng và khi các bạn đã nắm được cách giải rồi thì bây giờ vấn đề của các bạn là cần phải rèn kỹ năng hay là phải biết cách tính toán sao cho ra đáp số chính xác và hiển nhiên lúc này chúng ta sẽ cần phải gì làm thông qua các cái ví dụ minh họa cụ thể thì lúc này thầy sẽ cung cấp cho các bạn các cái ví dụ để chúng ta có thể áp dụng được À khi các bạn làm các ví dụ rồi thì hiển nhiên là thầy cũng sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn các cái sai lầm và lối hay gặp Khi chúng ta gặp các cái bài toán liên quan tới tính đơn điệu Và trong quá trình làm thì thầy cũng sẽ cung cấp tiếp cho các bạn các cái công thức và các cái cách mà chúng ta có thể giải nhanh hơn Ứng ừ với một cái bài toán hay các cái lớp câu hỏi tương ứng Thì đây là cái phần mà như thầy nói là cách để thầy giúp các bạn tiếp cận về mặt kiến thức Bây giờ thì việc đầu tiên chúng ta sẽ đi lần lượt à, giải quyết từng bảng kiến thức một đó là thầy sẽ cung cấp cho các bạn à, kiến thức nền tảng thông qua cái sơ đồ tư duy sau đó thì chúng ta sẽ lần lượt đi vào các cái mảng kiến thức tiếp theo nha được rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên là thầy sẽ cung cấp nhanh cho các bạn phần kiến thức nền tảng hiển nhiên là khi à, chúng ta muốn có thể giải quyết tốt các cái lớp câu hỏi liên quan đến tính đơn điệu của hàm số thì việc đầu tiên là chúng ta phải nắm chắc được cho thầy kiến thức nền và bây giờ thì thầy sẽ cung cấp nhanh phần kiến thức nền ở phần kiến thức này này thì thầy sẽ đề cập tới các bạn các cái mảng kiến thức. Thứ nhất là nói đến tính đơn điệu thì việc đầu tiên là chúng ta phải nắm được định nghĩa tính đơn điệu. Thực ra thì cái phần kiến thức này là chúng ta đã được học ở ngay ở cấp 2 rồi và lên lớp 10 chúng ta cũng lại được học lại, được không? Vậy nên ở phần này là phần định nghĩa là thầy sẽ nhắc lại. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra một cái công cụ rất là mạnh và được phát biểu dưới dạng một định lý để chúng ta đi xét tính đơn điệu của hàm số. Tiếp theo là chúng ta sẽ uh, dựa vào tức là nhìn vào đồ thị thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được cái uh, uh, hàm số này là đồng biến hay nghịch biến tương ứng với cái đồ thị đó tức là chúng ta sẽ đi vào mảng là giá liệu của đồ thị ứng với hàm số đồng biến nghịch biến à, tiếp đến là thầy sẽ đưa ra cho các bạn một cái quy tắc để chúng ta đi xét tính đơn điệu của một hàm số tức là cho một cái hàm số mà người ta yêu cầu các bạn là xét tính đơn điệu của nó thì à, cái cách chúng ta làm như thế nào thì, thì à, câu trả lời sẽ được à, có trong cái phần này và tiếp đến là thầy sẽ cung cấp cho các bạn thêm hai cái chú ý khá là quan trọng đúng không bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào từng phần một à, trước tiên chúng ta sẽ đến với phần định nghĩa liên quan đến tính đơn điệu của hàm số ở đây tính đơn điệu của hàm số được hiểu là chúng ta đang xét xem là hàm số đồng biến nghịch biến trên khoảng nào khi người ta cho một cái hàm số. thì đây thầy à, có cái định nghĩa như sau. ở đây phần này là phần nhắc lại thôi nên thầy sẽ nói nhanh. đó là cho hàm số y bằng fx à, xác định trên k. ở đây k có thể được hiểu là một khoảng, một đoạn hay là nửa khoảng nhá và nếu bây giờ thầy lấy bất kỳ hai giá trị x1, x2 thuộc k. tức là nếu với mọi x1, x2 thuộc k mà thầy sắp thứ tự cho x1, x2. giả sử lúc này không mất tính tổng quát thì giả sử là x2 đang lớn hơn x1 thì lúc này thầy sẽ đi xét cái giá trị fx2 và f 1 và thầy sẽ đi so sánh thì bạn nay xảy ra hai tình huống là nếu fx2 lớn hơn fx1 chú ý nếu fx2 lớn hơn fx1 thì lúc này hàm số sẽ đồng biến trên k ở đây thì các bạn có thể hiểu rằng là chiều giữ nguyên này. khi các bạn tác động hàm f vào thì cái chiều nó giữ nguyên còn khi các bạn tác động hàm f vào mà chiều bị thay đổi tức là đang lớn hơn thành nhỏ hơn thì hàm số lại nghịch biến ở trên k và hai anh này chúng ta có thể thể hiện thông qua một cái công thức thu gọn hơn. Thì về bản chất nếu chúng ta ghép hai này với nhau thì chúng ta hiểu rằng là nếu chúng ta đi xét fx2 trừ fx1 chia cho x2 trừ x1 thì chúng ta hiểu rằng là trên tử và mối số là đang cùng dấu và cùng dấu tức là nếu nó dương thương này dương thì chúng ta có thể đủ cơ sở để kết luận rằng hàm số này đồng biến trên, trên k ngược lại nếu nó âm cái thương này âm này thì chúng ta kết luận nó bị biến trên k thì đây là cái kiến thức mà chúng ta đã học rồi nên là thầy sẽ nhắc lại nhưng như thầy nói thì trong toán học khi mà chúng ta sẽ sử dụng đúng cái định nghĩa thì chúng ta hiểu là cái công cụ này khá là thô sơ và rất khó để chúng ta có thể làm nhanh được tất cả các bài toán và lúc này thì người ta sẽ đưa ra cho các bạn một cái công cụ mạnh hơn để chúng ta có thể giải quyết tốt và nhanh những bài toán liên quan đến tính đơn điệu hàm số và lúc này thầy đang muốn nhắc tới đó chính là một cái định lý rất là quan trọng liên quan tới tính đơn điệu của hàm số và nội dung của định lý này như sau thực ra thì người ta xuất phát từ cái anh này thôi khi các bạn học ở cuối lớp 11 các bạn có một cái phần là về phần định nghĩa ở đạo hàm. Cái thương này này nó xuất hiện ra cái phần đạo hàm thôi. Nên là lúc này chúng ta sẽ có một cái định lý như sau. Cho hàm số y bằng x có đạo hàm trên k. Chú ý lúc này là khi một hàm số có đạo hàm trên k thì hiển, hiển nhiên là nó sẽ liên tục trên k. Có đạo hàm thì nó sẽ liên tục ngược lại. Liên tục chưa chắc là có đạo hàm nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ có cái định lý như sau. Nếu f phải x. Tức là cái phần đạo hàm của các bạn lớn bằng 0. Tức là không âm với mọi x thuộc K và f'(x) 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thì khi đó mình chốt rằng hàm số đồng biến trên K. À thầy sẽ nói cụ thể hơn một chút đoạn này nhé, vì đoạn này là đoạn mà nhiều bạn sẽ thấy khó hiểu. Tuy nhiên trong các phần bài tập đoạn sau thì thầy cũng sẽ phân tích kỹ hơn để các bạn hiểu. Nhưng trước tiên thì các bạn sẽ hiểu uh, như sau này. Ở đây chúng ta có thể tách ra thành uh, thực ra thì nó có hai cái định lý ở đây định lý đầu và định lý mở rộng. Đây thầy phát biểu luôn định lý mở rộng. Còn định lý đầu tiên ấy thì người ta phát biểu thế này: nếu f(x) lớn hơn không với mọi x thuộc K thì mình đủ cơ sở chốt luôn hàm số đồng biến trên K và chúng ta không cần quan tâm được cái việc f bằng không chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm. Tức là nói chúng ta không xét dấu bằng. Nếu các bạn có đạo hàm mà bạn tính ra nó dương thì bạn chốt luôn. Dương với mọi x thuộc K thì bạn chốt luôn hàm số chắc chắn đồng biến trên K. Nhưng nếu bây giờ bạn sẽ xét thêm dấu bằng. Nếu bạn cho lớn bằng không thì lúc này à, chúng ta sẽ thấy rằng nó xảy ra hai tình huống là f và bằng không chỉ ra tại một số hữu hạn điểm một số hữu hạn điểm tức là gì tức là bạn hiểu là bạn giải phương trình này ra và bạn đếm được số nghiệm của nó hoặc là mình hiểu là thực ra có thể trong cái tình huống mà nó có vô số nghiệm như các nghiệm này rời nhau rời dạng nhau thì vẫn có thể được hiểu là một số hữu hạn điểm vì các bạn hiểu rằng là trong tập hợp nó có cái tập hợp là vô hạn đếm được và tập hợp vô hạn không đếm được À, thể thầy lấy đơn giản ví dụ như tập à, số tự nhiên chẳng hạn thì thực ra nó là một tập lúc này nó là một tập vô hạn nhưng lúc này đếm được vì nếu chúng ta xét trong cái khoảng nào đó ví dụ bây giờ thầy xét trong khoảng trừ 5 đến 5 các bạn có đếm được các số tự nhiên trong khoảng trừ năm đến năm không có đúng không thì chúng ta được hiểu là lúc này cũng có thể được hiểu là là hữu hạn điểm trong tình huống này nhá đấy và nên ở phần sau khi đi vào các bài tập nhất là cái bài toán liên quan đến cái phần hàm lượng giác chẳng hạn đấy là nó hay xảy ra cái tình huống kiểu này à, trong cái hàm lượng giác để các bạn giải phương trình ra thì nó có xuất hiện một họ nghiệm nhưng các nghiệm này thực ra nó rời nhau Nó rời nhau tức là chúng ta hiểu là nó có hữu hạn điểm nhá. Thì nó vẫn đúng trong cái tình huống này Đấy chú ý cho thầy Đấy. Còn nếu mà tình huống mà uh, nó không xảy ra tại hữu hạn điểm Thì chúng ta không được chốt nó đồng biến trên K Thầy lấy một ví dụ thế này để các bạn dễ hình dung uh, Thầy lấy luôn một cái hàm hằng Ví dụ như Y bằng uh, 2020 chẳng hạn Bây giờ các bạn thử xét xem uh, soi vào cái định lý này xem nhé nếu thầy tính đạo hàm thì bạn biết rằng là đạo hàm của hàm hằng cụ thể là y phẩy của 2020 lấy đạo hàm của hàm hàng, hàng thì nó bằng không rồi và khi bằng không thì các bạn thấy là cái anh này đúng này đây là một mệnh đề các bạn nhớ là đây là mệnh đề anh này đúng không lớn bằng không thì quá chuẩn rồi đúng không nhưng bây giờ các bạn sẽ kiểm tra anh này f của các bạn không bằng không không bằng không thì luôn luôn đúng với mọi x thuộc r luôn và lúc này cái từ mọi x thuộc r nó chỉ ra cho các bạn là không phải nó xảy ra tại hữu hạn điểm vì nó là nó là xảy ra tại vô hạn điểm luôn và lúc này là không đếm được vì bạn biết là tập r là tập không đếm được đúng không nhỉ? Đấy, R tập không đến được. Thì tình huống này các bạn không được chốt hàm số đồng biến trên R, đúng không? Và cũng nói luôn đoạn sau thầy khi các bạn một chú ý đó là hàm hằng thì không đồng biến trên khoảng nào cả, đúng không? Tương tự, tương tự. Ngược lại với anh này thôi, đó là nếu hàm f(x) nhỏ bằng 0, dấu của nó nhỏ bằng 0 nhá, đạo hàm nhớ chú ý. Đạo hàm nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc k và f(x) bằng 0 chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm, Đấy, giống như trước thầy giải thích thì chúng ta chốt là hàm số đang, đang nghịch biến trên k Thế nhiên cái đoạn này thì đi vào các ví dụ sẽ có những cái đoạn mà thầy sẽ giải thích kỹ hơn để các bạn hiểu nha Đấy. Vì có cái số liệu tường minh thì dễ hiểu hơn. Đấy. Tạm thời thì các bạn chốt lại nhớ cho thầy là việc đồng biến nghịch biến của một cái hàm số quy định ở dấu của của đạo hàm. Đấy, chú ý cho thầy nhá. Nếu dương chốt luôn nó đồng biến trên cái khoảng mà mình xét, đúng không? Nếu âm thì nó nghịch biến luôn, được không? Dương thì đồng biến, âm thì nghịch biến. Còn nếu thêm dấu bằng thì quan tâm thêm là tại cái dấu bằng này nó có xảy ra tại hữu hạn điểm không nếu xảy ra tại hữu hạn điểm thì chốt tiếp là đủ cơ sở để mình suy ra hàm số đột biến trên k còn nếu ngược lại nó không xảy ra tại hữu hạn điểm thì chúng ta không được phép uh, cho dấu bằng bằng đúng không nhiên trong các bài tập thì thầy sẽ nói kỹ hơn để các bạn bị hiểu là khi nào chúng ta sẽ cho so dấu bằng và khi nào chúng ta không cho so dấu bằng nhá yeah. ok đấy là xong hai cái phần đầu tiên thực ra cái định lý này rất quan trọng bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giá điệu đồ thị tức là ở đây thầy sẽ minh họa cho các bạn hai cái hình ảnh của cái hàm số y bằng x xét uh, trên cái khoảng AB chẳng hạn thì dáng điệu của anh này cho các bạn biết gì là đây các bạn có thể nhìn thấy là cái dáng điệu nó đang có hướng đi lên khi x tăng các bạn có thể nhìn thấy từ A đến B tức là khi x tăng tức là đi từ trái qua phải các bạn hiểu là nói từ trái qua phải tức là x đang tăng thì các bạn nhìn thấy là dáng điệu đồ thị đang có hướng đi lên thì tương ứng với cái đồ thị này là một cái hàm số và hàm số này đang đồng biến trên cái khoảng AB nhá. Vậy tức là cái tình huống này là các bạn có là hàm số đang đồng biến trên cái khoảng ab, ok, được không? Đấy. Còn hình ảnh anh này thì lại cho các bạn biết rằng là khi thầy đi từ trái qua phải, tức là thầy đang cho biến x tăng, thì dáng điệu của đồ thị đang hướng đi xuống, đấy. Tức là các bạn hiểu là x tăng hàm lại giảm, giống trên định nghĩa bên trên đấy, được không? Thì lúc này các bạn chốt rằng là à cái đồ thị này tương ứng với cái hàm số gì nghịch biến, được không? Vậy tức là tương ứng với nó là một cái hàm nghịch biến trên cái khoảng ab ổn đúng không? đấy. Nên là ở phần sau nó có các cái bần, phần bài tập thì có thể nó cho rất là nhiều cách. Có thể họ cho uh, thông qua một hàm tường minh hoặc họ có thể cho thông qua cái dáng điệu của đồ thị. thì thực ra khi đó các bạn phải nhìn vào dáng điệu đồ thị để các bạn biết là uh, cái hàm số đó nó đồng biến trong cái khoảng nào và nghịch biến trong khoảng nào. đấy cũng rất là quan trọng cho những bài toán mà người ta cho luôn các bạn cái đồ thị hàm số. Được rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số thì quy tắc này nó sẽ giúp các bạn trả lời một câu hỏi là nếu chúng ta cho người ta cho một cái hàm số thì chúng ta phải xét được xem là hàm số nên đồng biến cho khoảng nào và nghịch biến cho khoảng nào đúng không vậy thì lúc này chúng ta sẽ tuân theo bốn bước như sau cho thầy đầu tiên các bạn không được phép quên là các bạn sẽ đi tìm tập xác định cho thầy nhớ điều đầu tiên là nó muốn à, đồng biến hay nghịch biến trên một khoảng nào đó thì trước tiên nó phải đồng biến nghịch biến à, thì cái khoảng đó nó phải là tập con của tập xác định đúng không nếu ví dụ là tập xác định của các bạn là một cái tập mà không phải là R, ví dụ như là một cái tập R trừ đi phần tử 3 chẳng hạn thì chắc chắn một điều là cái hàm của các bạn không thể đồng biến trên R được. Được không? Đấy. Thì cái đầu tiên như thế nói là việc đồng biến nghịch biến thì đầu tiên bước 1 phải tìm tập xác định cho thầy nhé chốt lại tập tìm tập xác định. Sau khi tìm tập xác định thì các bạn sẽ làm một bước là các bạn sẽ đi tính đạo hàm. Thực ra là chúng ta bắt đầu đang sử dụng cái định lý bên trên thầy vừa phát biểu. Vì việc đồng biến nghịch biến quyết định ở gì? Dấu của phần đạo hàm. Đúng không? Vì khi các bạn biết được dấu của cái phần đạo hàm của cái hàm f(x) ấy, thì khi đó các bạn sẽ biết là nó đồng biến cho khoảng nào và nghịch biến trong khoảng nào, đúng không? Và lúc này thì chúng ta sẽ cần đi xét dấu của anh này và muốn xét dấu của f'(x) thì lúc này chúng ta sẽ làm tiếp các bước như sau. Đó là các bạn sẽ tìm các cái điểm hay x y sao cho f'(x) 0 hoặc f'(x) à không xác định. Không xác định. Không xác định. Nghĩa là gì các bạn? Nghĩa là lúc này chúng ta sẽ đi giải phương trình f(x) bằng không, đấy, tìm các kinh nghiệm làm cho đạo hàm bằng không hoặc là những cái giá trị làm cho đạo hàm không xác định. Chú ý là cả những giá trị không xác định. Sau đó thì chúng ta sẽ sắp các cái giá trị chúng ta vừa tìm được ở bước 2 à, theo thứ tự tăng dần. Và khi sắp thì chúng ta có hai cách để làm, đó là các bạn sắp lên một cái trục số để các bạn có một cái trục xét dấu f(x). Thấy khuyên là nhiều lúc là chúng ta có thể làm cái anh này nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Các bạn chỉ kẻ một một dòng thôi một gạch thôi được không? Gạch ngang. Trong khi uh, hiển nhiên là còn có một cách đó là các bạn sẽ lập bảng biến thiên nhưng hiển nhiên là lập bảng biến thiên thì nó hơi dài một chút. Có nhiều bài thì chúng ta sẽ lập bảng biến thiên nhưng thầy khuyên các bạn là với những bài toán đơn giản thì cũng lập trục nó rất là nhanh. À sau thì thầy sẽ đi vào ví dụ thì đây ở đây có đang có một ví dụ thì nó thì thầy sẽ áp dụng luôn để các bạn hiểu nhá. Và khi có được uh, trục xét dấu hoặc là bảng biến thiên rồi thì từ đó các bạn có thể nhìn thấy được các cái khoảng đồng biến nghịch biến tương ứng dựa vào dấu của cái f(x) đúng không? Thì ở đây thì ghi, ghi là dựa vào bảng xét dấu hay là bảng biến thiên chúng ta suy, suy ra các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số. Ok. ở trước khi đi vào ví dụ uh, uh, cụ thể thì uh, để minh họa cho cái phần vừa rồi quy tắc thì thầy sẽ cung cấp luôn cho các bạn cái phần chú ý. Đó là hàm hằng y bằng a không đồng biến nghịch biến trên khoảng nào cả. Thực ra lúc trước thầy cũng đã chỉ ra cho các bạn rồi ở cái phần định lý đúng không? Uh, cái thứ hai là chúng ta không được phép dùng các ký hiệu hợp hoặc là một tập trừ đi một phần tử để kết luận các khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số. Rồi, oh, lý do vì sao thì đoạn sau bây giờ đi vào ví dụ thầy sẽ giải thích cho các bạn vì sao chúng ta không được phép sử dụng các ký hiệu về hợp một phần một tập hợp trừ đi các phần tử rời rạc để kết luận các khoảng đồng biến nghịch biến. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào luôn một cái ví dụ thầy lấy ví dụ minh họa đúng không? để chúng ta kết thúc cái phần lý thuyết này nhá. Ở đây thì thầy có một ví dụ rất là nhẹ nhàng đó là đi xét tính đơn điệu của hàm số sau. Ở đây chúng ta hiểu cái từ đơn điệu được hiểu là người ta đang bắt các bạn xem là cái hàm số này đồng biến cho khoảng nào nghịch biến cho khoảng nào nhé cái từ đơn điệu nó hàm chứa là đồng biến và nghịch biến đúng không vậy thì tuân theo uh, các bước ở đây chúng ta sẽ đến với cái uh, ở đây thì cho hai câu hỏi thực ra là có hai ý thì chúng ta tuân theo cái uh, các bước mà thầy vừa cung cấp cho các bạn chúng ta có bốn bước đầu tiên là tập xác định đúng không ở đây thì bạn có thể nhìn thấy ngay là tập xác định của anh này là gì là d bằng r đúng không d bằng r à, tập r một hàm đa thức mà à, bước à, tiếp theo trong cái bước này trong đây thì chúng ta làm hai việc tập xác định và thứ hai là chúng ta sẽ đi tính đạo hàm chúng ta có thể tính nhanh f'x bằng bao nhiêu các bạn à, nó chính là x bình chú ý là ở phần này đạo hàm là các bạn phải thành thạo nhé đúng không cuối lớp 11 một các bạn đã có riêng một chương nói về uh, phần đạo hàm rồi và chương lên lớp 12 thì nó tiếp nối cái phần kiến thức mà các bạn học lớp 11 một có luôn một cái chương đó là ứng dụng đạo hàm đấy ứng dụng đạo hàm mà không biết tính đạo hàm nữa thì hiển nhiên là không được đúng không? Nên là các bạn phải xem lại Nếu bạn nào còn đang mung lung các cái công thức về tính đạo hàm Thì các bạn phải xem lại cho thầy Để chắc rằng là khi cho một hàm số bất kỳ Các bạn phải tính đạo, đạo hàm chuẩn cho thầy đúng không? Đấy là công việc đầu tiên X bình cộng với 2X 3 Ok Sau đó thì chúng ta sẽ đến với bước số 2 đúng không? Bước số 2 là bước mà chúng ta sẽ đi tìm Các cái giá trị làm cho đạo hàm bằng 0 hoặc đạo hàm không xác định nhưng hiển nhiên tình huống này là không có giá trị nào làm cho đạo hàm không xác định cả vì đây là một cái hàm đa thức mà đúng không vậy tức là chúng ta chỉ cần quan tâm tới việc giải phương trình f e bằng không thì nếu f e bằng không thì tình huống này các bạn có thể nhìn thấy ngay là nếu cho anh bằng không thì các bạn đang gặp cái tình huống hệ quả của vs hoặc nếu không các bạn bấm máy cũng được a cộng b cộng c bằng không cũng rất là nhẹ nhàng thôi có một nghiệm bằng một và một nghiệm bằng trừ ba khi có nghiệm đây chính là các trong cái phần mà thầy vừa cung cấp ở phần quy tắc à, à để đi xét tính đơn điệu hàm số thì lúc này chúng ta sẽ cho các kinh nghiệm này này trên một cái bảng đúng không À, bây giờ nó sẽ đến hoặc là một cái trục số. Ở đây thầy khuyên là với tình huống này thầy sẽ cho luôn trên một cái trục số. Và trục này thì các cái giá trị à, sắp thứ tự tăng dần trừ 3 1 đúng không? Và đây thầy ghi đây chính là trục thể hiện cái dấu của gì? của f(x). Thế nhưng lúc này nếu thầy điền được cái dấu này thì còn là xong. Thì các bạn chú ý là quy tắc xét dấu thì nó giống như kiến thức mà các bạn giải bất phương trình ở lớp 10 ấy. đúng không? Thì đây đều là các nghiệm đơn không phải là nghiệm kép hoặc nghiệm bội chắn nên qua nó yên tâm nó sẽ đan dấu vậy tức là khi đó các bạn chỉ cần xác định được dấu của một khoảng thì các bạn sẽ suy luận ra dấu các khoảng còn lại theo quy tắc đan dấu ở đây thì các bạn có thể nhìn vào nếu đa thức các bạn có thể nhìn vào cái anh hệ số a này này anh a dương thì cái khoảng cuối cùng luôn ăn theo dấu của nó có nhiều cách hoặc nếu không bạn nào có thể lấy một cái giá trị hai chẳng hạn đại diện cũng được nhưng thầy thầy có thói quen là nếu đa thức thì thầy nhìn vào cái hệ số a của cái anh có bậc cao nhất nếu nó dương thì khoảng cuối cùng luôn ăn theo dấu của nó Cụ thể là dương, nếu nó âm thì khoảng cuối cùng nó sẽ là âm Tức là khoảng cuối cùng luôn ăn theo dấu Của cái hệ số của bậc cao nhất Của một đa thức, đúng không? Anh này dương và theo quy tắc đa dấu anh này âm Anh này dương Như vậy từ đây thầy đủ để có thể kết luận được Anh này có hướng đi lên tức là đồng biến này Đi xuống này, đi lên Vì theo kiến thức lúc trước mình học là nếu Cái dấu của fx dương, cụ thể nó này là dương Thì nó đang đồng biến, đúng không? Như vậy từ đây thầy có thể kết luận là gì? Hàm số này đồng biến trên các khoảng là từ âm vô cùng đến trừ 3 và 1 đến dương vô cùng. Dùng từ và nhé, không được dùng từ hợp. Thì đoạn sau ở ví dụ thứ hai thầy giải thích cái chi tiết cái ở cái phần chú ý lúc trước thầy cung cấp là không dùng từ không dùng ký hiệu hợp mà phải dùng từ và để kết luận các khoảng đồng biến hoặc nghịch biến của hàm số. Và tình huống này các bạn có thể nhìn thấy nó đang nghịch biến trên khoảng từ trừ 3 đến 1. Ok, đó, đoạn kết luận thì các bạn tự làm tiếp cho thầy. Bây giờ thì chúng ta chuyển tiếp qua một câu số 2 núi trước là một cái hàm đa thức bây giờ thì thầy lại cho dưới dạng một cái hàm phân thức cụ thể là hàm bậc nhất chưa bậc nhất thì vẫn các bước làm giống như trước thôi là chúng ta sẽ tuân theo bốn bước làm bước đầu tiên là các bạn sẽ đi tính đạo hàm cho thầy tập xác định trước xin là các bạn tập xác định Ở đây tập xác định của thầy nó chính là tập D đúng không à, bằng r trừ đi phần tử à, trừ một Đấy. À, sau đó thì các bạn sẽ đi tính y phẩy cho thầy lúc này thì các bạn sẽ có là y phẩy lúc này bằng bao nhiêu thì nó này nó là bậc nhất chứ bậc nhất nên các bạn có thể tính nhanh theo tích chéo lấy 1 x 1 trừ đi trừ 3 x 1 như vậy nó thành là 4 trên x cộng 1 tất cả bình đúng không Đấy. và lúc này các bạn đã phát hiện ra rằng là anh này luôn dương với mọi x khác trừ 1 Đấy. đúng không vậy thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là đến bước thứ hai đến bước thứ hai là chúng ta sẽ tìm những giá trị làm cho đạo hàm bằng 0 hoặc đạo hàm không xác định ở đây thì các bạn thấy rằng là không có giá trị nào làm cho đạo hàm bằng không cả Vì thầy đã khẳng định là nó luôn dương rồi Với mọi x khác trừ 1 Còn có một giá trị làm cho đạo hàm không xác định Nó chính là âm 1 Như vậy là các bạn ở bước thứ hai thì các bạn sẽ tìm được x bằng âm 1 Đúng không? Để cái y phẩy tại trừ 1 là không xác định này Không xác định Ok Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến bước số 3 Là thầy sẽ lập Ở đây thì với tình huống này thầy sẽ lập bảng biến thiên cho các bạn nhá Thì các bạn nhìn này x này F x này và f và trong bảng biến thiên này những giá trị nào được cho vào thì chúng ta có một giá trị thôi đó. đó chính là giá trị âm một làm cho hàm số không xác định và khi không xác định thì các bạn sẽ dùng hai gạch thế này để thể hiện rằng là vừa hàm số đạo hàm hàm đạo hàm cụ thể là lúc này là đây thầy ghi đây f phải x đi y phẩy này kiểu là f phải x đấy đúng không? Ok. Thì anh này các bạn thấy là trong tất cả các khoảng này nó đều dương hết, đúng không? Thầy vừa chỉ ra nó luôn dương mà. À, thì nó này nó có hướng đi lên này. Vậy từ đây các bạn kết luận được gì? À, thầy sẽ mượn một chút bảng chỗ này để thầy viết nốt đoạn này nhé. Vậy tức là hàm số này luôn đồng biến đúng không? Trên các khoảng từ bao nhiêu? Từ uh, gì nhỉ? Từ âm vô cùng đến trừ 1. Và từ gì? à, trừ 1 đến vô cùng đấy. Và cái từ và này này Là chúng ta sẽ gắn kết các cái khoảng với nhau Mà chúng ta không được phép Không được phép sử dụng các ký hiệu Hợp là không được phép này Cái thứ hai là nhiều bạn có thể ghi nó là Nó đồng biến trên các khoảng đó là Chính là tập R trừ đi Phân tử trừ 1 Thì hai ký hiệu này đều sai hết Đều sai hết dùng hợp Thực ra hai ký hiệu này thực ra bản chất nó là một Nên giờ đấy là anh này sai thì anh này sẽ là sai Còn vì sao sai thì bây giờ thầy sẽ giải thích luôn trên cái bảng biến thiên này nhá. Thì chúng ta lại soi lại cái phần định nghĩa các bạn có thể nhìn này. Vì sao nó lại dùng hợp lại bị sai? Lúc này nếu bây giờ thầy dùng chính định nghĩa lúc này nhá. Bây giờ thầy lấy hai cái giá trị x1, x2 ở đây. Ví dụ bây giờ thầy lấy x1 đây. Đây là x1 này. Đây là x2 trong một cái khoảng trong cái khoảng này. Đấy thầy dóng xuống. Thì đây chính là cả giá trị đây chính là F gì? Fx1 nhá. Đây chính là Fx1 này. Fx1 cho thầy này. Còn đây là Fx2 này. Thì các bạn có thể nhìn thấy nếu thầy xét trên một cái khoảng là từ âm vô cùng đến trừ 1 và thầy sắp thứ tự cụ thể nó này là x1 đang nhỏ hơn x2 thì thầy phát hiện ra là fx2 lớn hơn fx1 rất là chuẩn và chúng ta nhìn thấy là nó đúng theo cái phần định nghĩa lúc trước của chúng ta tức là hàm này đang đồng biến trên cái khoảng âm vô cùng đến trừ 1 vì nếu thầy lấy x1 x2 là hai giá trị bất kỳ thuộc từ âm vô cùng đến trừ 1 và thầy sắp thứ tự cho đó thì các bạn thấy rằng là khi x tăng thì giá trị gia tăng, đúng đồng biến. Nhưng bây giờ thì các bạn lại phát hiện ra rằng thế này. Nếu bây giờ thầy lấy x2 và thêm một cái anh x3 ở đây đi. X3 ở đây. Đây x3 ở đây. Đúng không? Thì lúc này đây là f(x3) của thầy. Gióng xuống đây là f(x3). Đây là f(x3) nhá. Đấy. Thì các bạn phát hiện ra điều gì? Thì các bạn phát hiện ra rằng là mặc dù x2 nhỏ hơn x3, đây mặc dù x2 nhỏ hơn x3. x2 nhỏ hơn x3. Và lúc này các bạn lại phát hiện ra rằng là Fx2 lại lớn hơn Fx3 các bạn ạ. Có đồng ý trong cái hình ảnh này các bạn nhìn thấy FX, Fx2 cao hơn không? Giá trị cao hơn không? Nó nằm cao hơn Fx3 không? Vậy thì điều này đang dẫn đến có một điều rất là vô lý. Theo kiến thức phần định nghĩa lúc trước thầy nói là nếu x 2 mà nhỏ hơn Fx3 mà Fx2 lớn hơn Fx3 tức là cái hàm này đang gì? Đang nghịch biến cơ. Nhưng lúc trước thì thầy đã kết luận là không thể nghịch biến được rồi. Anh này thì luôn đồng biến cơ mà vậy nên đấy là lý do vì sao mà nếu chúng ta dùng từ hợp này thì chúng ta hiểu rằng là gì là hai anh này hai cái khoảng này rời nhau có thể liên thông với nhau nhưng nếu liên thông thì hỏng ngay tức là nếu chúng ta hiểu rằng là nếu liên thông tức là chúng ta có thể lấy một biến thuộc khoảng này và một biến thuộc khoảng kia để chúng ta sắp thứ tự như điều này thì không được phép tức là nó chỉ được phép là nó đồng biến trong một khoảng nào đó thôi và nếu các bạn ghi thế này thì chúng ta lại được hiểu là lấy một biến ở đây và lấy một biến ở đây còn nếu thầy dùng từ và tức là gì chỉ xét cho khoảng này hoặc là khoảng này thôi Tức là nếu lấy hai biến bất kỳ thì chỉ được phép nằm trong khoảng này và chỉ được phép nằm trong khoảng này, không thể là một biến nằm trong khoảng này và một biến nằm trong khoảng này. Và như thế thì theo cái phần định nghĩa thì nó sẽ bị sai. Vậy nên chốt lại là không bao giờ dùng các ký hiệu hợp và ký hiệu một tập hợp đến phần tử để kết luận các khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số. Vậy nên trong các câu hỏi lý thuyết thì đôi khi người ta cứ hay cài những cái ký hiệu này vào và khi các bạn nhìn thấy ký hiệu này các bạn sẽ biết ngay đây là các phát biểu sai, không đúng nhá. Đấy. Ok, như vậy là thầy đã cung cấp cho các bạn toàn bộ cái phần kiến thức gọi là kiến thức nền uh, về tính đơn điệu và hàm số. Thì đấy là cái cái, cái cái gọi là kiến thức đầu tiên mà các bạn cần phải nắm được cho thầy trước khi chúng ta có thể làm tốt được các bài tập cụ thể, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào sang phần thứ hai. Đây mới là phần quan trọng, tức là chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi. Vậy thì với kiến thức này, người ta sẽ thiết kế ra các câu hỏi như thế nào? Hay nói một cách khác đó là trong các đề thi chúng ta sẽ bắt gặp những dạng câu hỏi nào? Cách người ta ra đề như thế nào? Thì bây giờ thầy sẽ trả lời cho các bạn bằng việc chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai, đó là phân dạng cho các bạn các dạng bài tập và sau đó thì đưa ra cho các bạn luôn phương pháp để chúng ta giải tương ứng với các bài tập như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào các cái dạng bài tập cụ thể liên quan tới tính liên điệu của hàm số Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần thứ hai đó là các dạng toán trong đề thi liên quan tới mảng kiến thức tính đơn điệu của hàm số như vậy ở phần đầu thì thầy đã giúp các bạn hệ thống lại toàn bộ các kiến thức liên quan tới tính đơn điệu bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào các dạng toán cụ thể và chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi vậy thì trong đề thi người ta có thể cho các bạn những cái dạng toán nào liên quan tới tính đơn điệu thì câu trả lời là có cho các bảng này và đây thì thầy đã làm trước cho các bạn hệ thống đầy đủ các cái dạng toán có trong đề thi trước tiên thầy sẽ cho các bạn quan sát có một cái nhìn tổng quan để các bạn tiện trong việc ghi chép sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng dạng toán một nhá. Được rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào các cái dạng toán liên quan tới mảng tính đơn điệu của hàm số à, có thể xuất hiện trong đề thi. thì trước tiên thầy chia thành hai cái dạng câu hỏi. đầu tiên là cái những dạng câu hỏi không chứa tham số tức là các cái hàm số tương minh. cái thứ hai là chúng ta sẽ làm việc với những cái câu hỏi liên quan tới các cái bài toán chứa tham số. À, thì trước tiên chúng ta sẽ đến với một câu hỏi liên quan tới các lớp câu hỏi liên quan tới phần là không chứa tham số. thì thầy phát biểu dưới dạng một cái bài toán có nội dung như sau. À, đầu tiên là người ta sẽ cho một cái hàm số tường minh cho các bạn tức là một cái hàm y bằng fx cụ thể ví dụ là một hàm bậc 3 chẳng hạn x 3 cộng với 5 x bình cộng với 7 x trừ 9 chẳng hạn à, hoặc đôi khi người ta không cho thẳng cái hàm tường minh có thể người ta sẽ cho thông qua cái đồ thị của hàm y bằng fx Đấy. có thể người ta sẽ cho thông qua cái bảng biến thiên của hàm y bằng fx thực ra nó là một thôi bảng biến thiên là hình ảnh phác họa của cái đồ thị y bằng fx được không có thể người ta cho luôn các bạn bảng xét dấu của fx hoặc có thể người ta sẽ cho thông qua đô thị hàm y bằng f(x) đấy chú ý đây là những cái cách mà dữ kiện đề bài người ta có thể cho và khi dữ kiện đề bài họ cho như thế này rồi thì người ta sẽ bắt các bạn à, hay nói cách khác là người ta sẽ đưa ra cho các bạn các cái câu hỏi à, như sau đó là người ta yêu cầu các bạn đi xác định các cái khoảng đồng biến đây thầy dùng ký hiệu này là đồng biến hoặc là nghịch biến hiển nhiên trong đề thi thì người ta chỉ hỏi hoặc là đồng hoặc là nghịch thôi ở đây thì thầy mở ngoặc là có thể hỏi sẽ hỏi nghịch tức là tính đơn điệu thì nó gồm đồng biến và nghịch biến của một trong các cái hàm số sau người ta có thể hỏi thẳng đó là chính là hàm số y bằng fx thì thường đây là câu hỏi đơn giản nhất à, hiển nhiên nếu xuất hiện trong đề thi thì nó hay xuất hiện hay là xếp vào những câu hỏi mức độ nhận biết thôi đúng không hoặc là thông hiểu bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái cách người ta có thể hỏi đó là người ta sẽ yêu cầu các bạn xác định các khoảng đồng biến hoặc là nghịch biến của các hàm số chứa trị tuyệt đối cụ thể nó chính là hàm y bằng trị đối của fx hoặc y bằng f trị đối x tức là khi chúng ta làm việc với trị đối thì hiển nhiên là chúng ta sẽ nắm được cho thầy hai cái dạng này thế nhưng người ta có thể pha trộn chữ đối lồng trong chữ đối khi các bạn hiểu được hai hàm gốc này thì chúng ta sẽ xử lý được các cái hàm à, tương tự nhá à, hoặc là chúng ta sẽ có thể bắt gặp các cái hàm liên quan đến hàm hợp đấy, chú ý cho thầy thế nhưng khi xuất hiện hàm hợp thì bây giờ đề thi thường người ta sẽ xếp vào những câu hỏi mức độ vận dụng hoặc là vận dụng cao thì hàm hợp có thể xuất hiện đó là một trong những cái cấu trúc như sau đó là y bằng fu fu chú ý u tức là nó không phải là x có thể là ba x trừ năm hay là x bình trừ đi bảy chẳng hạn và cộng trừ với một cái hàm hx đấy hoặc là một cái hàm y bằng gfx tức là trong đây lại là một hàm có cấu trúc của fx và cộng trừ Hx đấy thì đấy là cái dạng câu hỏi đầu tiên liên quan đến phần không chế tham số như thầy nói là thầy đang hệ thống cho các bạn sau đó thì thầy phải lại đi vào đoạn sau thì thầy lại đi vào cho các bạn phương pháp để mình giải như thế nào đúng sau đó lại cho ví dụ đấy. thì đoạn đầu thầy cũng đã nói cái cách thầy giúp các bạn tiếp cận kiến thức rồi đúng không tức là luôn luôn có một cái nhìn tổng quan đi từ tổng quát rồi đi vào chi tiết cái thứ hai là chúng ta có thể bắt gặp các bài toán có chứa tham số. Đấy. Thì ở đây thầy lại phát biểu dưới dạng một cái bài toán người ta có thể hỏi đó là người ta sẽ yêu cầu các bạn đi tìm m để một cái hàm số y bằng f(x, m) ở đây chứa tham số, đồng biến hoặc nghịch biến trẻ rồi. Hiện nhiên trong đề thi bây giờ với trắc nghiệm thì người ta có thể không hỏi tìm m mà người ta có thể yêu cầu là các bạn là tìm m thuộc một cái khoảng nào đó, thường là số nguyên, người ta hay hay hỏi về đếm số lượng các số nguyên đó thì về mặt bản chất là chính là việc các bạn đi tìm m thôi tìm xong thì khi đó bạn sẽ ép thêm các điều kiện chặt của m thì khi đó các bạn sẽ ra đáp số và đầu tiên các bạn hay bắt gặp nó là đồng biến hoặc nghịch biến trên một cái tập r cái thứ hai đó là có thể các bạn sẽ bắt gặp một cái dạng à, phân thức bậc nhất trên bậc nhất và người ta yêu cầu các bạn là tìm m để cái hàm số bậc nhất trên bậc nhất này đang chứa tham số nhé đồng biến hoặc nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó chú ý có cái câu này thực ra với hai câu này thì thường hay xếp câu này thường xếp sẽ ở mức độ nhận biết hoặc thông hiểu thôi nó rất là nhẹ nhàng. Sau thầy sẽ cung cấp cho các bạn cái cách để chúng ta giải nhanh chỉ cần một dòng là có thể ra luôn áp số phần này đó rất là đơn giản. Đi vào phần cách giải thì thầy sẽ cung cấp ở đây thì như thầy nói là thầy đang hệ thống để các bạn nắm bắt được đầy đủ các dạng toán và sau đó để các bạn biết cách ôn tập đúng không? biết cách xử lý tiếp đến là chúng ta có thể bắt gặp một cái dạng câu hỏi nó chỉ thay ở câu hỏi bên trên là tr nhưng nó này có thể là không phải R ví dụ ở trên một cái khoảng trừ uh, một hai chẳng hạn tức là một cái khoảng cho trước là uh, tập con thực sự của R và thấy ghi đó là uh, người ta bắt các bạn đi tìm m để cái hàm số y bằng f(xm) đồng biến hoặc nghịch biến trên cái tập D khác tập R tức là nó tập con thực sự của R hoặc chúng ta có thể bắt gặp một cái dạng câu hỏi thế này này. Thế nhưng những câu hỏi này thì thường nó sẽ xuất hiện um, xếp vào những câu hỏi mức độ vận dụng hoặc vận dụng cao. Đó là chúng ta sẽ bắt gặp là người ta yêu cầu các bạn đi tìm m để một cái hàm số chứa trị đối chứa gọi f(xm) hoặc y bằng trị à, đối tác động và biến F của trị đối XM đồng biến hoặc nghịch biến trên một cái khoảng cho trước thì giả sử là trên đây Bây giờ thì uh, như vậy là thầy đã giúp các bạn hệ thống lại Hệ thống cho các bạn các cái dạng câu hỏi có thể xuất hiện trong đề thi Để khi các bạn ôn tập thì các bạn sẽ không bị sót dạng nào cả Và hiển nhiên khi không bị sót thì khi đi thi là chúng ta phải nhận dạng cho thầy Và ứng với từng dạng thì các bạn phải biết cách xử lý Còn bây giờ thì thầy sẽ lại trả lời tiếp cho các bạn Đó là ứng với từng dạng thì bây giờ chúng ta giải quyết nó như thế nào được không? Thì bây giờ thầy sẽ đi vào phần đầu tiên đó là chúng ta sẽ đi giải quyết các lớp câu hỏi liên quan tới các bài toán về tính đơn điệu của hàm số và hàm số người ta cho không chứa tham số được không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết nhé. À, bây giờ thì thầy sẽ chia nhỏ các cái câu hỏi ra. Lúc trước thì thầy đưa ra cho các bạn là các cái câu hỏi có thể xuất hiện trong đấy thì thành hai nhóm câu hỏi. Một nhóm câu hỏi liên quan tới các cái bài toán không chứa tham số và tiếp đến là các cái bài toán chứa tham số. Và trong các bài toán không chứa tham số thì lúc này thầy lại chia nhỏ thành hai câu hỏi. Vậy thầy đặt đó là câu hỏi số 1 và câu hỏi số 2. À, câu hỏi số 1 là chúng ta sẽ đi làm việc với hai cái hàm là y bằng fx và y bằng trị uh, đối của fx hoặc là y bằng f trị đối của x. Còn thầy cũng nói luôn là ở câu hỏi số 2 chúng ta sẽ đi tập trung vào các cái hàm đó là hàm hợp, đó là hàm y bằng là fu cộng với trừ hx hoặc là y bằng là gfx cộng trừ hx thì ở cái phần lúc trước thầy cũng đã liệt kê cho các bạn rồi, đúng không? Thì ở cái câu hỏi số 1 này thực ra thầy cũng chia theo các cấp độ. Nếu các bạn gặp câu hỏi số 1 này thì thường uh, câu hỏi được xếp vào ở mức độ nhận biết thông hiểu. Tức là khi chúng ta gặp câu hỏi này là chúng ta phải xử lý tốt cho thầy vì nó đang ở mức độ nhận biết thông hiểu, không được phép mất điều nếu xuất hiện trong đề thi, được không? Vậy thì nội dung của câu hỏi số 1 này như sau. Đó là cho hàm số y bằng fx hoặc thay bởi cái hàm số y bằng fx thì người ta có thể cho thông qua những cái cách ra đề như sau là người ta có thể thay cái hàm y bằng fx bởi cái đồ thị y bằng f(x) tức là người ta cho thông qua cái đồ thị y bằng f(x) hoặc nếu không người ta có thể cho bởi bảng biến thiên của cái hàm y bằng f(x) hoặc là bảng xét dấu y bằng f(x) thậm chí là người ta cho bởi cái đồ thị của cái hàm y bằng f(x) vậy tức là trong đây về mặt dữ kiện thông số đầu vào người ta có thể cho một trong năm các cái thông số đầu vào này đúng không? Đấy. Và khi đó thì người ta bắt các bạn đi xác định các cái khoảng đồng biến hoặc là nghịch biến của các cái hàm số thứ nhất. Là hàm Y bằng FX Hoặc là cái hàm chứa trị đối Trong đó chúng ta phải kể đến Đó là hàm Y bằng trị à, đối của FX Tức là trị đối tác động vào hàm FX Cái thứ hai là à, F trị đối của X Tức là trị đối tác động vào phần biến Thì lúc này thầy đưa cung cấp luôn cho các bạn cách giải à, Trước tiên thì thầy sẽ dành à, một à, chút thời gian Để các bạn quan sát cái cách à, giải Ở đây các bạn có thể nhìn thấy Vì ở đây là không hết cái phần à, trên màn hình này là thầy sẽ dành để các bạn có thể tiện trong việc ghi chép thì sẽ dành 30 giây để các bạn quan sát Cách giải uh, tổng quan của cái câu hỏi số 1 nha. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết uh, cách giải. Thì trong cách giải này thì thầy sẽ chia theo những cái cách người ta ra đề. Tức là ở đây theo 5 trường hợp. Trường hợp đầu tiên là thầy uh, ghi là nếu đề bài họ cho thông qua đồ thị hàm y bằng fx và thầy đặt đó là cái trường hợp sao. Tiếp đến là người ta sẽ có thể cho thông qua hàm số y bằng fx thầy đặt là hai sao, tiếp đến là người ta có thể cho thông qua bảng xét dấu y bằng f(x). Thầy đặt là 3 sao, tiếp đến là người ta có thể cho bảng biến thiên y bằng f(x), đặt là 4 sao và cuối cùng là họ có thể cho thông qua đồ thị y bằng f(x), thầy đặt là 5 sao. Và ứng với các trường hợp thầy đưa luôn cho các bạn cách chúng ta giải quyết nó, Được không? Thì nếu chúng ta gặp tình huống này thì đây là tình huống gọi là đơn giản nhất. Và với tình huống này thì chúng ta gặp câu hỏi số 1 thì lại cực kỳ đơn giản. Vì khi mà người ta cho các bạn đồ thị hàm y bằng f(x) thì chúng ta chỉ cần nhìn vào dáng điệu của đồ thị và các bạn có thể xem lại cái phần kiến thức nền thầy cung cấp. Chúng ta chỉ cần nhìn khi mà chúng ta đi từ trái qua phải tức là cho x tăng. Nếu đồ thị đang có hướng đi lên thì toàn bộ cái khoảng mà x tăng như thế làm cho hàm số làm sao? À, đồng biến. Và ngược lại nếu mà đi từ trái qua phải tức là x đang tăng mà đồ thị đang có hướng đi xuống tức là cái khoảng đó là các khoảng gì? À, nghịch biến. Vậy tức là chỉ cần quan sát cái đồ thị, dáng điệu của đồ thị đủ để chúng ta có thể kết luận được hàm số 1 của các bạn đồng biến hay nghịch biến. Như vậy trong cái tình huống này là tình huống cực kỳ đơn giản và xếp vào câu hỏi là à, nhận biết thôi, được không? Nhưng nếu à, chúng ta gặp câu hỏi số 2, tức là người ta bắt các bạn là cho đồ thị hàm y bằng fx hãy xác định các khoảng đồng biến nghịch biến của các cái hàm trị đối tức là y bằng trị đối của fx hoặc là y bằng f trị đối của f x thì lúc này chúng ta chỉ cần suy luận từ đồ thị y bằng fx chúng ta cần phải suy luận ra cái đồ thị y bằng trị à, đối của fx thì bằng cách như sau đây thầy có thể à, minh họa luôn cho các bạn để các bạn có thể à, tư duy nhanh Nếu bây giờ thầy cho một cái hàm Y bằng FX Đây, thầy mình họa cái hàm Y bằng FX Đây chính là hàm nguyên gốc Y bằng FX Thì từ đây các bạn phải suy luận Thầy minh họa thôi Suy luận ra cái đồ thị trị đối của FX như sau Đó là các bạn sẽ trước khi Xóa toàn bộ phần phía dưới Các bạn sẽ lấy đối xứng phần đồ thị phía dưới chỗ X Lấy đối xứng lên trên Đấy. Sau đó thì bạn xóa toàn bộ Phần đồ thị phía dưới Và lúc này thì đây chính là đồ thị à, trị đối của à, Fx cũng hợp lý thôi khi mà các bạn biết rằng là trị đối của Fx thì luôn lớn bằng không vậy tức là phần đồ thị phải nằm trọn phía trên chủ x đúng không còn trường hợp số 2 trường hợp số 2 đây trường hợp số 2 nếu bây giờ cái đồ thị của thầy nó là thế này đúng không thì lúc này thầy suy luận ra đồ thị à, trị đối của Fx như thế nào thì cách làm như sau đó là các bạn sẽ xóa toàn bộ phần đồ thị phía bên tay à, trái của thầy, tức là cái trục OI, tức là bên uh, tay trái trục OI, đây trục OX này, đúng không, xóa toàn bộ phần đồ thị phía bên trái trục OI, sau đó các bạn sẽ lấy toàn bộ phần đồ thị phía bên phải trục OI, lấy đối xứng qua trục OI, thế thôi, thôi thầy vẽ tương đối nhé, thôi phát họa này các bạn, Đấy, đồ thị kiểu thế này, vì cái anh này là một cái hàm chắn tức là luôn nhận trục u là trục đối xứng đấy và khi đó thì các bạn sẽ nhìn thấy dáng điệu của các đô thị của anh này thì lại quay về giống như chúng ta nhìn thấy dáng điệu của hàm y bằng hai ấy. và khi đó thì đủ tức là chúng ta chỉ cần nhìn vào dáng điệu của đồ thị thì đủ để các bạn có thể suy luận ra các khoảng đồng biến hoặc nghịch biến của cái hàm hai tức là hàm có thể rơi vào cái anh này hoặc anh này đúng không đấy có đây thầy sẽ dừng lại để thầy cho, à, cho các bạn làm luôn các ví dụ trong cái trường hợp đầu tiên và chúng ta sẽ đi vào các ví dụ với số liệu từ mình nha được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với trường hợp số 2, trường hợp số 3, trường hợp số 4 và trường hợp số 5. Như vậy ở trường hợp số 1 là trường hợp cực kỳ là đơn giản. Nhưng bây giờ nếu mà đề bài người ta lại cho thẳng cái hàm số y bằng fx, ví dụ người ta nói rằng là cho hàm y bằng x mũ 3 trừ à, đi 2x à, cộng 5 chẳng hạn. Giả sử như thế thầy cho thì đây là một hàm bậc 3. Và lúc này thì người ta bắt các bạn đi xác định các khoảng đồng biến nghịch biến của hàm y bằng fx hoặc là trường hợp số 2. Đấy. Vậy thì khi gặp cái tình huống số này, à, tình huống số 2 này thì các bạn sẽ làm như sau đó là các bạn sẽ dùng cái quy tắc xét tính đơn điệu mà thầy đã cung cấp ở cái phần đầu đó là phần kiến thức nền tảng các bạn có thể xem lại đúng không? Có bốn bước đấy, thầy đã cung cấp cho các bạn. Và khi các bạn thực hiện chuẩn bốn bước đó thì các bạn sẽ chuyển được cái trường hợp số 2 về trường hợp số 3 hoặc trường hợp số 4. Đúng không? Nó tương ứng với cái bước số 3 thầy cho các bạn làm đấy là các bạn có thể từ cái việc mà chúng ta sử dụng quy tắc xét dấu của tính đơn điệu các bạn có thể tạo ra được cái bảng xét dấu của y bằng f(x) hoặc là bảng biến thiên của y bằng fx đấy nếu các bạn đi theo cái nhánh là các bạn tạo ra cái bảng xét dấu của y bằng fx đúng không tức là các bạn sẽ nhìn thấy cái trục dấu của fx ấy. thì khi đó các bạn sẽ xử lý cái câu số 1 như sau tức là các bạn sẽ suy ra được luôn khoảng đầu biến định biến của anh một vì đơn giản là trên cái bảng xét dấu cho các bạn dấu của fx mà đã đủ khi có xác định được dấu của fx thì đủ cơ sở để các bạn suy ra khoảng đầu biến nghịch biến vì theo cái kiến thức thầy cung cấp cho các bạn ở phần định lý đấy đúng không khi fx mà lớn hơn không thì các bạn sẽ biết được là khi đó các cái khoảng mà làm cho f(x) lớn hơn không chính là các khoảng làm cho hàm số đồng biến và ngược lại nếu nhỏ hơn không thì là nghịch biến tức là chỉ cần nhìn vào dấu của f(x) đủ để chúng ta suy ra khoảng đồng biến nghịch biến của cái hàm y bằng f(x) tức là chúng ta có thể giải quyết được câu hỏi số 1 rất là đơn giản đúng không? còn nếu chúng ta gặp câu hỏi số 2 thì khi chúng ta nhìn vào bảng xét dấu của y bằng f(x) thì hiển nhiên chúng ta chưa đủ cơ sở để có thể suy luận ra khoảng đồng biến nghịch biến của các hàm chứa trị đối thì lúc này chúng ta sẽ chuyển qua ánh bốn sao tức là cái tình huống này là chúng ta không nên không nên dùng bảng xét dấu mà chúng ta sẽ dùng bảng biến thiên và từ cái bảng biến thiên y bằng fx này thì lúc này thầy giả sử là đề bài họ cho thẳng anh này luôn thì với việc chúng ta xử lý câu số 1 chúng ta xử lý thế nào thì thực ra cái bảng biến thiên cũng cho các bạn luôn các khoảng đầu biến nghịch biến vì trên đó nó cũng cho các bạn dấu của f và x còn thực ra bảng biến thiên thì nó chi tiết hơn cái bảng xét dấu ở cái đoạn là gì cho các bạn biết thêm cái dáng điệu của đồ thị đúng không? Cái dáng điệu là đi lên đi xuống như thế nào? Đấy thì nó sẽ chi tiết hơn. Thì lúc này chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi số 2. Cụ thể là gì? Là khi chúng ta nhìn thấy bảng biến thiên của y bằng fx thì chúng ta cũng sẽ suy luận ra bảng biến thiên y bằng trị độ của fx hoặc y bằng f trị độ của x. Yên tâm là chúng ta sẽ suy ra được anh này. Nếu mà chúng ta thiếu các thông số để suy ra anh này thì đề bài người ta sẽ bổ sung cho các bạn. Yên tâm là như thế nhá. Đấy. Thì lúc này khi có đủ các thông số tức là có bảng biến thiên của hàm y bằng trị độ của fx hoặc y bằng à, f trị độ của x thì hiển nhiên Uh, từ cái bảng này chúng ta sẽ suy ra được các khoảng đồng biến, nghịch biến của cái hàm 2 Hàm số 2, thầy đặt là hàm số 2, tức là các hàm liên quan đến hàm trị tuyệt đối, đúng không? Xong Rồi, có lẽ là thầy sẽ tiếp tục đến với trường hợp số 5 Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục đi vào các ví dụ với sự thương minh Để các bạn hiểu cách để chúng ta uh, xử lý trong tất cả các cái trường hợp để bài họ cho, đúng không? Trường hợp số 5 là nếu họ cho đồ thị y bằng f'x Thì các bạn nhớ là khi người ta cho đồ thị y bằng f'x Thì thực ra các bạn cũng sẽ biết được dấu của f(x) bản chất của việc đồ thị bằng f x thì các bạn biết là toàn bộ phần đồ thị nằm phía trên chỗ x là các cái phần mà làm cho cái gì anh f x làm sao dương đúng không và khi đó thì các bạn sẽ nhìn thấy các khoảng mà làm cho f x dương và tương ứng với nó là các cái khoảng làm cho f x âm tức là từ đây các bạn cũng có thể suy ra được luôn bảng xét dấu và thậm chí là suy ra được bảng biến thiên luôn ok đúng không tức là thầy nói là à, thầy ghi là chuyển về bốn sao hoặc thực ra có thể là chuyển về 3 sao cũng được nhưng thôi ở đây thì mình có thể chuyển luôn về 4 sao để chúng ta có thể xử lý được luôn đồng thời cả hai câu hỏi một và hai ok được không? đấy các bạn hiểu các bây giờ thì để các bạn có thể nắm chắc hơn những gì mà thầy vừa cung cấp cho các bạn về mặt phương pháp thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào thông qua các ví dụ với sự lợi tướng minh và tiếp nối với các ví dụ trước thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với một ví dụ tiếp theo nhé À, chúng ta sẽ đến với ví dụ đầu tiên và các bạn có thể nhận thấy rằng là ví dụ đầu tiên này thì thầy sẽ cho dưới dạng một câu hỏi tự luận Thực ra thì khi các bạn đã làm tốt được câu hỏi tự luận rồi thì việc chúng ta xử lý những câu hỏi mà người ta để dưới cái hình thức trắc nghiệm là chúng ta sẽ làm rất là nhanh nhá. À, Chúng ta sẽ đến với nội dung của ví dụ số 1 như sau Đó cho hàm số y bằng fx có đồ thị như hình bên Tức là ở đây các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của đồ thị y bằng fx Như vậy đây chính là cách ra đề đầu tiên Họ cho luôn cái đồ thị y bằng fx À, câu hỏi lúc này là xác định các khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số hàm đầu tiên y bằng fx hàm thứ hai lúc này thầy sẽ tách ra trị đối của fx tức là fx à, các bạn có thể nhìn thấy là trị đối tác động vào phần hàm số fx à, tình huống số 2 đó là tình huống số 3 là trị đối tác động vào phần biến và lúc này thì thầy mở rộng thêm khi các bạn đã hiểu được hai cái, cái cách suy luận từ hai cái hàm này rồi thì việc chúng ta suy luận ra tiếp một cái hàm là có sự kết hợp của cả trị đối trong biến và trị đối của cả cái hàm thì nó xử lý thế nào tức là trị đối của f à trị đối của x. Bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý từng uh, câu hỏi 1 nhá. Uh, chúng ta sẽ xử lý với cái hàm y bằng f(x). Thì với anh này thì uh, quá đơn giản rồi. Các bạn có thể nhìn thấy luôn các khoảng đồng biến nghịch biến dựa vào dáng điệu đồ thị thầy vừa cung cấp cho các bạn đúng không? Như vậy anh này thầy có thể giải nhanh. Ở đây khoảng đồng biến, thầy ghi ký hiệu này là đồng biến nhá. Đây là nghịch biến. Thì cái khoảng đồng biến là cái khoảng mà các bạn nhìn thấy là khi chúng ta đi chử, từ trái qua phải tức là cho x tăng, nếu dáng điệu của đồ thị đang có hướng đi lên thì bây giờ các bạn nhìn thấy có hình ảnh đây anh này đang đi lên này và tiếp có một anh này đang đi lên như vậy sẽ có hai phần đi lên và hai phần này tương ứng với x đi từ âm vô cùng đến không có phải đi từ âm vô cùng đến không thì đồ thị đang có hướng đi lên không như vậy nó sẽ là âm vô cùng đến không nó có hai khoảng và như lúc trước ở phần chú ý thì cho các bạn ghi là chúng ta sẽ không được dùng từ hợp đúng không hoặc là lúc này chúng ta sẽ phải uh, gắn kết các cái khoảng bởi từ và nhá thì kết luận là từ và và từ gì nhỉ? Đây các bạn nhìn thấy bắt đầu từ 2 đến dư vô cùng thì đồ thị đang có hướng đi lên. Tức đồ thị có hướng đi lên là hàm số đồng biến, được không? Đấy. Thì hàm số tương ứng của nó là đồng biến. Như vậy lúc này là đi từ 2 đến dư vô cùng. Như vậy khoảng đồng biến thầy là à, xác định xong. Còn khoảng nghịch biến thì các bạn nhìn thấy là đồ thị đang có hướng đi xuống khi mà chúng ta cho x chạy từ 0 đến 2, đồng ý không? Vậy tức là nghịch biến trong khoảng 0 2, xong luôn nhé Thế thì hoàn toàn có thể xuất hiện những câu hỏi kiểu thế này. Chắc chắn là câu hỏi mức độ nhận biết rồi, chúng ta xử lý rất là nhanh. Còn trị tuyệt đối thì sao? Trị tuyệt đối thì lúc này chúng ta suy luận ra đồ thị thôi. Nó rất là đơn giản, không phải nghĩ nhiều. À, thì lúc này các bạn có thể nhìn thấy như lúc trước thầy vừa phân tích cho các bạn. Nếu các bạn gặp cái đồ thị y bằng à, trị tuyệt đối của fx thì cách làm đó là các bạn trước khi xóa toàn bộ phần phía dưới đồ thị phần phía dưới cho x thì các bạn sẽ lấy phần phía dưới đối xứng lên. Anh này trừ hai đối đối xứng lên thì nó sẽ là hai. Đấy, thì sau đó chúng ta sẽ có cái phần đồ thị này. Đồng ý không? Đấy. Và tiếp cái phần này cũng thế Thì chúng ta sẽ lấy đối xứng Lấy đối xứng nhá. Ok Đấy Và lúc này thì thầy sẽ xóa toàn bộ cái anh này đi Như vậy lúc này thầy sẽ xóa cái anh này đi Được không Xóa cái này đi Và đô thị của thầy nó là thế này Xuống lên xuống Tiếp đúng không và từ đây thì lại tiếp tục nó quay về giống như cái anh đầu tiên ấy. Vì chúng ta đã xác định được dáng điệu của đồ thị này rồi thì lúc này chúng ta lại có thể kết luận được các khoảng đồng biến và à, nghịch biến. Lại đúng theo quy tắc đồng biến tức là xem các phần nào đồ thị đang có hướng đi lên. Chúng ta nhìn thấy lúc này đang có ba cái phần có hướng đi lên. Đầu tiên là từ đây đến đây, như vậy đi từ chữ -2 đến 0. Chữ -2 đến 0. Và tiếp có một phần tiếp đồ thị đang có hướng đi lên là từ 1 đến 2. Các bạn nhìn thấy nó đang có hướng đi lên không? 1 2 còn tiếp, một phần tiếp là từ 3 đến dương vô cùng Và 3 đến à, dương vô cùng Đồng ý không? Xong nhá, rất là đơn giản Còn nghịch biến thì các bạn thấy là Có một phần đối thị đang có xuống Đây Hướng đi xuống Thì nó đi từ âm vô cùng đến Trừ à, 2 Và Đúng không? Hướng đi xuống tiếp là nó đi từ đây xuống đây Thì nó đi từ 0 đến 1 Đối thị đang có hướng đi xuống mà Thì x chạy từ 0 đến 1 Và Đúng không? Chúng ta nhìn vào phần x nhá lại có hướng đi xuống, thì nó nó đi từ 2 đến 3 Thì đồ thị hướng đi xuống Ok Xong, rất là đơn giản, được không? Tiếp tục đến cái hàm này Hàm này thì uh, chắc chắn là chúng ta sẽ lại phải uh, Có lẽ là thầy sẽ vé riêng nhanh cái đồ thị này Vì nó trước cái đồ thị kia thì nếu thầy vé vào thì nó hơi bị rối Nên là thầy sẽ dành uh, ở đây nhá Ok, thầy sẽ vé lại nhanh để các bạn nhìn này uh, Chịu khó một chút nhá ở đây chúng ta sẽ vẽ lại nhanh Thầy sẽ vẽ lại nhanh cái đồ thị Nguyên gốc trước để các bạn suy luận nhé Đồ thị nguyên gốc trước Đây chính là đồ thị nguyên gốc của thầy Bây giờ thì theo cái kiến thức Mà thầy vừa cung cấp cho các bạn Ở phần trước là Để suy luận ra cái đồ thị Mà khi trị đối tác động vào phần biến Thì cách làm là gì các bạn cách làm là chúng ta sẽ xóa toàn bộ phần phía bên tay phải, tay trái trục OI tức là toàn bộ phần đồ thị này sẽ bị gạch bỏ đi, gạch bỏ đi. Anh này đang là hai nhá, anh này là hai này, anh này là chữ hai. Thì thầy sẽ lấy đối xứng ra thôi. Sau đó thì thầy sẽ lấy toàn bộ phần đồ thị phía bên tay phải đối xứng qua, đối xứng qua thì anh này đây. Ok và từ đây thì thầy sẽ có cái đồ thị. À, đầy đủ của nó này Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Như vậy đối thị nó còn đây Và các bạn nhìn thấy cái hình ảnh của nó lúc này là Nó sẽ đối xứng nhau qua trục OI Đúng không? Và lúc này thì khoảng đồng biến nghị biến các bạn có thể nhìn thấy cụ thể rồi đấy Anh này là, là âm 3 nhá Âm 2 nhá Âm 1 nhá Rồi à, từ đây thì các bạn có thể kết luận được Ok cái anh số 3 này thầy sẽ dành ở đây ấy số 3 nhá. Thì khoảng đồng biến này. Rồi khoảng nghịch biến này, ta thấy suy luận được đúng không? Từ đây là đủ có thể. Khoảng đồng biến là các khoảng mà các bạn có thể nhìn thấy đồ thị đang có hướng đi lên. Từ đây đến đây đang hướng đi lên đâu? Nó chạy từ -2 đến 0. -2 đến 0. X chạy từ -2 đến 0 thì đồ thị đang có hướng đi lên. Vậy tức là trong cái khoảng từ -2 đến 0 là hàm số đang đồng biến. Tiếp tục anh này là từ 2 đến vô cùng và 2 đến vô cùng. Đấy. Còn anh này thì nó lại là gì? Đang có hướng đi xuống thì âm vô cùng đến chữ -2. Âm vô cùng đến chữ -2. Được không? Đang có hướng đi xuống là âm vô cùng đến chữ -2 và tiếp là từ 0 đến 2. À từ 0 đến 2. Ok. Đấy. Xong nhá. Bây giờ thì khó hơn anh này. Hình như anh này thì bây giờ thầy sẽ lại tiếp tục à các bạn có thể quan sát thầy vẽ lại cái đồ thị nguyên gốc. Anh này thì cũng không khó. Chúng ta làm uh, tuần tự hai lần thôi chúng ta suy luận ra cái đồ thị đây là x này đây là y này thầy lại tiếp tục về cái đồ thị nguyên gốc nhá đồ thị nguyên gốc của thầy Đấy, đây chính là đồ thị nguyên gốc của thầy Và ở đây thì chúng ta sẽ có các cái thông số Anh này là âm 2 này Anh này là 0 này Anh này là 1 này Anh này là 2, anh này là 3 Và anh này là âm 2 Ok, xong và anh này là 3. Khi các bạn muốn suy luận ra cái đồ thị y bằng à, trị đối của f trị đối của x thì cách làm là đầu tiên các bạn phải suy luận từ trong ra ngoài. Đầu tiên các bạn phải suy luận cái đồ thị hàm này trước. Tức là bước đầu tiên, bước 1 là các bạn phải vẽ cái đồ thị y bằng à, f trị đối của x trước cho thầy. Đúng không? Xong cái này các bạn mới xử lý cái phần trị đối ở cái phần này, tức là cứ xử lý từ trong ra ngoài cho thôi Vậy từ trong thì thực ra là nó chính là cái đồ thị của anh này này. Đúng không? Vậy tức là bây giờ thầy sẽ gạch bỏ anh này luôn nhá, gạch bỏ anh này đi. Được không? Thầy sẽ lấy đối xứng này. Ok. Đúng không? Và đây chính là cái hình ảnh. Đây các bạn nhìn thấy, đây chính là hình ảnh của đồ thị này. Bây giờ thầy bước 2 thầy suy luận ra cái đồ thị bắt đầu thầy lại tác động chỉ đối vào. Đấy. Thì lúc này chúng ta đã hiểu là khi tác động trị đối của cả cái hàm Thì chúng ta sẽ làm một công việc đó là chúng ta xóa toàn bộ phần phía dưới Nhưng trước khi xóa chúng ta sẽ lấy đối xứng nó lên Được không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ lấy đối xứng thôi Các cái phần phía dưới lên Đấy. Thầy dùng một cái phấn này nhá Anh này cũng thế đúng không? Sau đó thì các bạn xóa toàn bộ phần này đi. Phần này không còn nữa nhá. Phần này không còn nhá. Vậy bây giờ tức là đồ thị nó chỉ còn phần này. Bây giờ có lẽ là thầy sẽ dùng cái phấn trắng để các bạn nhìn thấy phần đồ thị cuối cùng của nó là đây. Đúng không? Thầy về to ra một chút này các bạn nhìn này. Đấy. Đây chính là phần đồ thị của nó các bạn Ok nhìn thấy chưa nhỉ Đấy, Thì đây chính là đồ thị hàm Hàm này này Hàm số 4 này này Và từ đây thì đủ để các bạn có thể nhìn thấy gì Các khoảng đồng biến nghịch biến rồi Đúng không Thì các bạn có thể nhìn thấy thứ nhất là thầy chốt cái phần đồng biến nhá Phần đồng biến sau đó thì nghịch biến Đồng biến tức là những cái phần mà đồ thị đang có hướng đi lên Một nhánh đi lên này Đây là đồng này Đây cũng là, là đồng này Đây là đồng này Và đây là đồng này như vậy có tới 4 1 2 3 4 đúng không? 4 thì thầy có thể ghi. Đầu tiên cái nhánh này nó đi từ đây anh này, anh này là âm -3, âm -3 đến âm -2, âm -3 để âm -2. Và đúng không? Bao nhiêu? 0 đến à, trừ -1 đến 0. Khoảng này thì tương ứng với cái nhánh này đi lên thì nó tương ứng với x là trừ -1 đến 0. Đúng không? Và tiếp nhánh này là cái khoảng này nó ứng với x bằng 1 2 cái khoảng độ mình nghịch biến là chúng ta nói tương ứng với x đúng không? 1 2 và sau đó thì đến 3 dung vô cùng. Hiển nhiên phần còn lại thì là những cái phần mà chúng ta sẽ lấy tập giờ trừ đi anh này. Thế nhiên khi mà chúng ta nói là tập giờ trừ anh này thì chúng ta lại không được thể, thể hiện thông qua cái cách ghi trừ như trước thể ghi phần chú ý mà các bạn sẽ liên kết với nó bởi từ và đúng không? Thì anh này đi xuống là cái phần còn lại tức là đi từ âm vô cùng đến trừ 3. Và gì? trừ à, 2 đến trừ 1. Đấy các bạn có thể nối tiếp cho anh này. 0 đến 1 0 đến 1 và à, 2 đến 3 Đúng không? Đấy, 2 đến 3 Ok, phần còn lại thôi, các bạn có thể nhìn thấy luôn Đấy, như vậy là thông qua ví dụ số 1 thì các bạn thấy rằng là Nếu xuất hiện dạng câu hỏi cho luôn đồ thị hàm y bằng x Thì đây được gọi là lớp câu hỏi nhẹ nhàng nhất Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh Tức là đầu tiên, nếu mà xử lý câu 1 là câu cực kỳ nhẹ nhàng Tức là chỉ cần nhìn vào dáng điệu đồ thị hướng đi lên đi xuống Đủ để chúng ta có thể nhìn thấy luôn đáp số còn anh số 2 thì cần phải một chút suy luận Từ cái đồ thị nguyên gốc Phải biết cách vẽ đồ thị y bằng uh, triệu đối của fx Vẽ đồ thị y bằng f triệu đối của x Và có thể uh, khi các bạn hiểu ai này rồi thì Người ta có thể cho triệu đối các kiểu Chúng ta đều xử lý được hết Đúng không? Đấy. Tức là cứ suy luận chuẩn cái đồ thị Là chúng ta có thể kết luận được các khoảng đồng biến, nghị biến Ok, có lẽ thầy sẽ kết thúc luôn Ví dụ ở số 1 ở đây Và cũng là kết thúc cái uh, trường hợp ra đây đầu tiên Rất nhẹ nhàng Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua các cái uh, cách ra đề khác và thử xem với những cách ra đề như thế thì chúng ta lại xử lý bài toán theo nhé. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào ví dụ. Uh, lúc này thì thầy đánh tiếp nối ở ví dụ số 1 lúc trước. Bây giờ nó sẽ đến với ví dụ à, uh, số 2. Uh, nội dung của câu hỏi này như sau. Đó là cho hàm số y bằng fx bằng x 3 trừ x bình trừ 5x cộng 5. Uh, câu hỏi lúc này là xác định khoảng. Ở đây thì thầy uh, cho 3 câu hỏi. Và ngày thì thầy thiết kế dưới dạng uh, các câu hỏi trắc nghiệm để các bạn làm quen luôn. Câu hỏi đầu tiên là xác định khoảng đồng biến. Chú ý đây là ký hiệu mà thầy dùng là đồng biến nhé. của hàm số y bằng f(x) và ở đây các bạn có thể nhìn thấy các phương án đưa ra, đúng không? Đấy. Vậy tức là để làm được câu này thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải xác định dấu của f(x). ở đây thì họ cho, lúc này nó chính là cái trường hợp số 2 thì các bạn. Họ cho hàm y bằng f(x) tường minh. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ dùng cái kiến thức đó là quy tắc à, gì nhỉ? đi xét cái uh, tính đơn điệu của cái hàm số y bằng f(x) và ở phần kiến thức nền tảng thầy cung cấp cho các bạn rồi. Đây là chúng ta sẽ tuân theo các cái bước, chúng ta sẽ đến với câu số 1. Có 4 bước à, tập xác định. Đây bằng R. Hiển nhiên lúc này thì đi thi trắc nghiệm thì các bạn có thể bỏ qua các bước ở đây thì thầy đang làm để các bạn quen thôi. Còn hiển nhiên đi thi trắc nghiệm thì các bạn có thể bỏ qua những bước này vì nó có phải là trình bày theo tự luận đâu, đúng không? Đã. Ở đây thì các bạn sẽ tính f(x) cho thầy. f(x) lúc này nó sẽ bằng gì? Hiển nhiên lúc này nó thay dành cho tất cả các câu nên thầy sẽ làm chung ở cái bước đầu nhé cho tất cả các câu luôn f x lúc này của thầy nó chính là 3 x bình Được không trừ đi hai x à, trừ đi năm đến đây thì thầy sẽ cho luôn nó bằng không đúng không thầy làm luôn lồng luôn các bước đây là bước 1 này trong bước một lại làm luôn cho bằng không thế nhưng cái tình huống đa thức thì các bạn không quan tâm là cái giá trị không xác định vì đa thức thì không bao giờ có cái giá trị làm cho nào học không xác định cả nếu ai thầy sẽ giải tiếp anh này thì chúng ta có thể nhẩm nhanh à, thầy đang thiết kế số lượng rất là đẹp a b c bằng không như vậy có một nghiệm bằng trừ và một nghiệm bằng là năm phần ba thì từ đây bắt đầu chúng ta sẽ đi vào câu số 1 Thầy sẽ đi vào câu số 1 Đó là thầy xác định cái khoảng đồng biến của anh này Thì từ cái việc thầy tìm được các kinh nghiệm làm cho đạo hàm bằng 0 Thì thầy sẽ xác định Lúc này thì thầy sẽ dựa vào dấu của f x là đủ Đúng không? Không cần lập bảng biến thiên gì cả và dấu của anh này thì nó quyết định ở hai cái giá trị là âm 1 và 5 phần 3 chúng ta sắp theo thứ tự tăng dần. Đấy. Thì như ở cái phần ví dụ ở kiến thức nền tảng thầy cung cấp cho các bạn là thầy thường thói có thói quen là thầy nhìn vào cái hệ số a của cái hệ hệ số có bậc cao nhất tức là ba là dương thì ngoài khoảng ngoài cùng luôn ăn theo dấu của nó dương. Đây là các nghiệm đơn nên là qua nó là làm sao? À, nó sẽ đan dấu. Chú ý là nếu là nghiệm kép thì qua nó không đan dấu nhé Đấy, chú ý. Thì trong tình huống này đủ để các bạn có thể kết luận là đồng biến rồi. Đâu? Bây giờ các bạn sẽ à, soi vào các phương án để các bạn loại xem là những anh nào mà à, thuộc cái khoảng từ âm vô cùng đến trừ 1 thì chúng ta sẽ lấy hoặc là 5 phần 3 đến dương vô cùng sẽ lấy hoặc là các tập con nhé các bạn chú ý là nếu một hàm số đồng biến trên D thì nó sẽ đồng biến trên các tập con của nó nên đôi khi là đề bài họ có thể cho cái tập con thì các bạn có thể lấy tập con cũng được trừ 1 đến 2 nhìn này trừ 1 đến 2 hỏng rồi trừ 1 đến 2 2 ở đây cơ mà à, nửa đồng nửa nghịch loại luôn anh đầu đúng không từ âm vô cùng đến 0 âm vô cùng đến 0 không, không nằm ở đây lúc đồng lúc nghịch lại loại tiếp đúng không? Đấy. Tức là trong một khoảng mà vừa đồng vừa nghịch là không không ổn. Từ một đến dương vô cùng, một nó nằm ở đây các bạn ạ. Một dương vô cùng thì lại lúc à, nghịch lúc đồng lại gạch. Hiển nhiên thì trắc nghiệm mà ba anh gạch thì anh cuối cùng sẽ là anh mà chúng ta sẽ chọn, đúng không? Nhưng bây giờ thì chúng ta đang học chúng ta sẽ đặt câu hỏi vì sao anh này đúng thì các bạn có thể nhìn thấy là nó đi từ âm vô cùng đến trừ một rất chuẩn, đi từ âm vô cùng đến trừ một thì nó đang đồng biến. Như vậy chúng ta chọn đáp án D là chuẩn. Đúng không? Xong nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu số 2 là người ta quan tâm tới gì nhỉ à, hàm y bằng trị đối của f(x) và người ta cần cái khoảng biến đấy vậy thì với anh này thì chúng ta sẽ không dùng cái uh, dấu của f(x) vì lúc này chúng ta sẽ cần suy luận ra cái đồ thị hay là cái bảng biến thiên của hàm trị số f(x) nên là lúc này chúng ta sẽ cần phải có cái bảng biến thiên nhá lúc này thầy sẽ lập cái bảng biến thiên thì thầy lại tiếp tục dựa vào cái anh này để thầy lập bảng biến thiên để các bạn nhìn này x này f(x) này f(x) đầu tiên thầy sẽ uh, lập cái bảng biến thiên của hàm Y à, bằng FX trước Và từ bảng biến thiên này thì thầy sẽ suy luận ra Cái bảng biến thiên của hàm Y bằng triệu độ FX Thì bây giờ chúng ta sẽ điền các cái thông số vào bảng nhé Ở đây thì chúng ta sẽ có là Âm vô cùng này Dương vô cùng này Hai cái giá trị làm cho đạo hàm bằng 0 Trừ 1 và 5 phần 3 0 này Anh này dương này Anh này âm Anh này dương Chúng ta à, lắp cái này vào xuống thôi mà Vào đây thì nó có hình ảnh là Anh này đi gì à, Đi lên Đúng không rồi lại đi gì? Đi xuống. Rồi lại đi lên. Ok đúng không? Đấy. À, ở đây thì các bạn có thể tính giá trị này cũng được, đúng không? Tính ở đây thì uh, ở đây F-1 các bạn có thể thay hộ thầy đi. Ở đây thì mình nên điền các thông số uh, chính xác vào nó sẽ hay hơn. Ở đây thì thầy sẽ dùng máy tính nhá. Đấy. Tình huống này thì các bạn nên dùng can nhá, dùng can. Tức là các bạn sẽ nhập cái hàm vào X mũ 3 này x 3 trừ đi x bình trừ 5x trừ 5x và cộng với 5 đầu tiên chúng ta sẽ tính tại trừ 1 tức là can x bằng trừ 1 chúng ta sẽ ra bằng 8 các bạn ạ anh này bằng 8 nhá trừ 1 là bằng 8 5 phần 3 này à, can tiếp thì các bạn sẽ được là âm 40 phần 27 chỗ này là âm 40 phần 27 thì các bạn có thể nhận thấy rằng là đây chính là hàm Y bằng Fx, hàm nguyên gốc cơ Nhưng chúng ta cần là Y bằng chiết đối của Fx Như vậy chúng ta muốn suy luận anh này thì chúng ta như hình ảnh như bình thường ở cái dạng là họ cho đồ thị rồi Thì chúng ta không bàn vì chúng ta sẽ biết được cái trục Ox nó nằm ở đâu So với vị trí của cái đồ thị Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay là trục Ox trong dịch huống này nó chính là đường thẳng Y bằng 0 Mà anh này thì âm, anh này dương như vậy chắc chắn là nó cắt tại ba điểm rồi Đấy là điều chắc chắn Và đây chính là Y bằng 0, đây Ý không? Nó quy định ở trục OX nó chính là y bằng 0. Và các bạn có thể nhìn thấy nó có ba nghiệm này. Hiển nhiên hôm nay chúng ta phải tìm ba nghiệm này nhá. Thì các bạn có thể bấm máy luôn, giải phương trình này. Cho anh này bằng 0 thì các bạn có thể bấm máy cho thầy đi. Thực ra tình huống này thầy cho số liệu rất là đẹp. Có x 1 chung đặt ra ngoài đấy. Vì đặt x như vậy đã thành là x bình trừ 5. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ngay anh này bằng 0. Thì các bạn có thể nhìn thấy có một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng cộng trừ căn 5. Hoặc nếu không các bạn cứ bấm máy cho thầy cho chắc. Cộng trừ căn 5 vậy tức là anh này sẽ là trừ căn 5 này. Đấy, gióng xuống nhé Đúng không? Tiếp này, anh này là mấy các bạn? Anh này là có một nghiệm bằng là một Thì anh này nó chính là một này các bạn Đấy, điền luôn vào bảng cho thầy nhé Và anh này nó chính là căn 5 Đây, đây chính là căn 5 Ok, xong rồi đúng không? Đấy, và khi các bạn đã nhìn thấy các giao điểm rồi Thì theo đúng cái kiến thức lúc trước thầy dạy là Toàn bộ phần phía dưới các bạn gạch đi Như trước khi gạch thì các bạn sẽ làm sao? Lấy đối xứng nó lên anh này lật lên nó thành là 40 phần 27 thôi Âm thì lật lên nó thành dương Đấy, Thì nó lại kiểu này Lại đi xuống này Đúng không? Và toàn bộ cái anh này bây giờ gạch đi này Đúng không? Gạch hết đi Anh này thì phần dưới lại lật lên Đang âm thì anh này thành dương vô cùng Ok gạch hết Đấy, Như vậy các bạn đã nhìn thấy dáng điệu của đồ thị này Đi xuống đi lên đi xuống đi lên đi xuống đi lên Ở đây mình cần các khoảng nghịch biến các khoảng nghịch biến tức là các khoảng mà chúng ta đang cần nó làm sao? Nó đang đi xuống, tức là chúng ta sẽ nhìn thấy những cái anh đi, đang đi xuống này. Từ đây đến đây là chúng ta có thể lấy. Đây thầy gạch luôn, đang đi xuống này. Những anh nào đi xuống từ đây đến đây có thể lấy này. Đấy, thầy gạch luôn những cái anh lấy nhá. À, đi xuống tiếp từ đây đến đây có thể lấy này. Hết, như vậy có có ba à, cái khoảng nó đang gì nhỉ? À, nghịch biến và bây giờ thử xem là trong các đáp án à, đáp án nào rơi vào ba khoảng này, hoặc là tập con của nó là chúng ta sẽ lấy. Đồng ý đúng không? từ âm vô cùng đến 1. Âm vô cùng đến 1 không ổn rồi, âm vô cùng đến 1 thì có cả các khoảng đồng và cả có khoảng à, nghịch biến. Chúng ta loại luôn cái này. -1 này. đến 5/3. -1 đến 5/3 các bạn nhìn thấy là nó chứa cả cái khoảng đang nghịch biến, à đang đồng biến, không được. Cách tiếp, đúng không? 5/3 đến 2. 5/3 đến 2 thì lại chú ý này, đây. Cái số 2 thực ra là nó nhỏ hơn căn 5 thì số 2 nó đang nằm ở đây các bạn. Ạ. Đấy. Vậy nó đồng biến cho khoảng 5/3 đến căn 5 thì hiển nhiên nó sẽ đồng biến trong khoảng 5/3 đến 2. Vì cái khoảng 5/3 đến 2 nó là tập con của cái khoảng 5/3 đến 5 căn 5 cơ. Xin lỗi các bạn, anh này là căn 5. Đúng không? Vậy tức là tình huống này này sẽ đúng. Đồng ý không? Vì cái số 2 là đang, đang nằm trong đây mà. Và chúng ta sẽ chọn là C. Hiển nhiên đi thi thì à, uh, đang học thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi vì sao anh này sai này. Hai dung vô cùng thì các bạn nhìn này. Hai dung vô cùng thì không phải rồi, hai dung vô cùng thì lúc đồng lúc nghịch, đúng không? Đấy. Ok. Như vậy là lúc này chúng ta sẽ chọn đáp án C. Đấy, khi các bạn hiểu chúng ta sẽ xử lý rất là nhanh nhá. Thực ra thì câu này nếu xuất hiện trong đề thi thì chắc chắn nó sẽ phải rơi vào câu hỏi ở mức độ gì? À, thông hiểu rồi, đúng không? Đấy. Rồi, à, bây giờ thì thầy sẽ đến với câu số 3. Câu số 3 thì bây giờ thầy sẽ lại dành tiếp một cái bảng biến thiên tiếp để không bị à, lộn sang cái bảng biến thiên này vì nhìn nó cũng khá là lằng nhằng rồi. Thì thầy sẽ lại tiếp tục dùng bảng biến thiên thôi, đúng không? Đấy. X này. f(x) này. Hiểu rồi thì những bài toán này chúng ta xử lý rất là nhanh. Ở đây thì thầy giảng nó mất thời gian thôi. Các bạn tự làm thì thấy nghĩ là nó nhanh thôi Không có gì cả Đấy. Đó rồi bây giờ chúng ta sẽ điền các thông số nhé à, Chúng ta cũng sẽ lấy các thông số quan trọng Âm vô cùng này Dương vô cùng này Cả giá trị à, âm 1 Âm 1 với bao nhiêu Âm 1 với uh, Âm 1 đến 5 phần 3 Đúng không Anh này bằng 0 Anh này bằng 0 Anh này dương Anh này âm và anh này dương nhưng bây giờ các bạn biết rằng là khi các bạn suy luận ra cái đồ thị à, có triệu đối tác động vào phần biến x ấy, Có triệu đối tác động vào phần biến x Thì như bình thường cái cách suy luận đồ thị nói trước thầy à, cung cấp cho các bạn đó là Chúng ta sẽ xóa toàn bộ phần đồ thị phía bên tay à, trái của trục OI Vậy tức là chúng ta sẽ lấy luôn cái phần này Chúng ta chỉ còn quan tâm tới tức là chúng ta sẽ lấy số 0 Vì cái trục OI nó chính là đường thẳng ít bằng không mà Các bạn sẽ dóng xuống cho thầy Đấy tức là bây giờ toàn bộ cái phần đồ thị nguyên gốc của y bằng fx lúc này chúng ta không dùng nó chúng ta chỉ quan, quan tâm phần này thôi và đồ thị lúc này ở cái phần bên phải chúng ta chỉ cần quan tâm cái phần bên phải của trục Oy thôi đúng không đấy thì đây chính là kinh hình ảnh 5 phần ba lúc trước của thầy lúc này nó chính là trừ bốn phần hai đấy thực ra thì tình huống này các bạn có thể không cần ghi số liệu này cũng được vì nó không cái cái giá trị của y nó không quyết định cái khoảng đồng biến nghịch biến nó không quan trọng chỗ này đây đây anh này thì các bạn nhìn thấy là chúng ta đã nhìn thấy toàn bộ phía bên tay phải OI rồi. Và khi các bạn muốn suy luận ra hàm trị đối của FX, trị đối của FX, xin các bạn, S trị đối của X. Thì lúc này, thực ra lúc này là là ở đây các bạn có thể nhìn lại. Ở đây thì hiển nhiên lúc này thầy có cái bảng này, anh này là trị đối nhá, đúng không? Đấy. Còn bây giờ thì thầy tác động trị đối vào phần phần biến x. Thì lúc này toàn bộ bên này chúng ta không quan tâm của cái hàm nguyên gốc vì như bình thường là chúng ta gạch bỏ nó đi mà. Bây giờ nó sẽ lấy anh này đối xứng qua thôi. Đối xứng qua thì hiển nhiên là cái 5/3 nó này nó biến thành anh này là trừ 5/3 thì thấy bỏ cái trừ 1 luôn chỗ này nhé Bỏ trừ 1 đi Đấy, 5 phần 3 Vì này cái trừ 1 nó không có tác dụng gì cả Được không? Đấy. 5 phần 3 Thì bây giờ chúng ta sẽ toàn bộ những anh này thực ra chúng ta không quan tâm nữa rồi Không quan tâm nữa Như vậy anh này sẽ là 5 phần 3 đi xuống này Nó đối xứng mà Đấy, Nó kiểu thế này Đấy, Các bạn nhìn thấy hình ảnh không? Anh này đối xứng qua anh này Anh này đối xứng qua anh này Đấy thì đây chính là hình ảnh của nó và khi nhìn thấy hình ảnh của nó thì bây giờ các bạn lại nhìn hỏi cần cái gì? Họ cần đồng biến, tức là nhìn thấy dáng điệu của đồ thị đang có hướng đi lên. Đang có hướng đi lên này. Vậy thì khoảng này sẽ lấy. Đúng không? Tiếp đang có hướng đi lên. Vậy thì khoảng này tiếp tục sẽ lấy. Đúng không? Đấy, và đây chính là hai khoảng nếu nó dính vào hai khoảng này là à, là đáp án đúng. đúng không? Một trong hai khoảng này, hoặc là tập con của nó. Bây giờ các bạn nhìn nhá. Âm vô cùng đến trừ -1 Âm vô cùng đến chữ 1 chữ 1, chú ý là trừ 1 nó nằm ở đây Âm vô cùng đến trừ 1 thì à, lúc đồng, lúc nghịch Đúng không? Ở đây mình cần đồng Loại luôn Đúng không? Trừ 5 phần 3 đến 0 Trừ 5 phần 3 đến 0 Ồ, ổn luôn rồi Chọn luôn đáp án B Đúng không? Trừ 5 phần 3 đến 0 Đấy có thể nhiên khi mình học mình kiểm tra nhanh ở C này 0 5 phần 3 0 5 phần 3 hỏng rồi Anh này đang nghịch biến mình cần đồng biến các bạn Ông vô cùng đến trừ 2 Ông vô cùng đến trừ 2 trừ 2 thì Thì ở đây Đúng không? Trừ 2 ở đây thì hiển nhiên nó lại, lại đang nghịch Mình cần đồng mà Vậy 2 sau là sai Rất là chuẩn Đấy, thì thôi, các đáp án là D C B Như vậy các bạn thấy rằng là khi các bạn hiểu thì những bài toán này chúng ta cũng xử lý rất là nhanh, cố gắng nắm bắt phương pháp cho thầy nhé Như vậy là trong cái tình huống mà họ cho cái hàm số chúng ta hoàn toàn có thể xử lý nhanh ngay này, biết cách lập bảng biến thiên nhá, cho thầy không nhất thiết phải vé đồ thị ra đâu, Vé đồ thị nó mất thời gian, tình huống này thì bảng biến thiên là hình ảnh phác họa nên là không nhất thiết phải vẽ đồ thị, chúng ta biết cách suy luận cái đồ thị thì chúng ta cũng sẽ lập được cái bảng biến thiên chính xác của hai cái hàm là à, gì nhỉ, trị đối của FX và à, f' đối của x, ok như vậy là thầy kết thúc ví dụ số 2 đây Bây giờ thì thầy sẽ tiếp tục cho thêm một cái ví dụ nó sẽ đến với một ví dụ số 3 Chúng ta sẽ đến với ví dụ số 3 Và nội dung của ví dụ này như sau Đó là cho hàm số y bằng fx xác định và liên tục trên tập R Có đô thị y bằng f'x như hình B Như vậy là các bạn có thể nhận thấy rằng là Ở câu hỏi này thì chúng ta gặp cái trường hợp Đó là người ta cho cái đô thị y bằng fx, đúng không? Ở đây thì thầy tiếp tục thiết kế cho các bạn ba câu hỏi Câu hỏi đầu tiên đó là Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của x thuộc uh, khoảng từ trừ 20 đến uh, 12 Ở đây thực ra thì thầy đang thiết kế nó chính là ngày sinh của thầy 20 tháng 12 à, uh, Nằm trong các khoảng nghịch biến của hàm số y bằng x Vậy tức là chúng ta hiểu rằng là để trả lời câu hỏi này thì các bạn cần phải xác định được khoảng nghịch biến của hàm y bằng x Và khi các bạn xác định được khoảng nghịch biến rồi thì các bạn sẽ biết là những giá trị uh, nằm trong khoảng trừ 20 đến 12 là các giá trị nguyên uh, Chúng ta sẽ đếm được nó có bao nhiêu giá trị nằm trong các khoảng nghịch biến mà chúng ta vừa tìm Được không? Đấy Uh, tiếp đến này thầy sẽ đọc luôn uh, cái nội dung của cái câu số 2 Đó là biết F0 bằng F2 bằng 0 Hỏi uh, hàm số Y bằng trị đối của Fx uh, đồng biến trên khoảng nào uh, sau đây Đấy. Và sau đó thì uh, chúng ta tiếp tục đến với uh, câu hỏi số 3 Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy câu hỏi số 3 uh, Trong câu hỏi số 3 này thì thầy lại uh, tiếp tục uh, cho một cái hàm Nó trước là hàm trị đối uh, tác động vào cái phần hàm số Ở đây thì trị đối tác động vào phần biến Câu hỏi là hàm số y bằng f trừ x nghịch biến trên khoảng nào sau đây? các bạn có thể nhìn thấy các phương án đưa ra. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt xử lý từng câu một nhé. Hiển nhiên trong các đề thi thì nếu mà chúng ta gặp câu 2, câu 3 thì thường nó hay xếp vào những câu hỏi ở mức độ vận dụng đấy. Nhưng khi các bạn làm nhiều quen rồi thì các bạn có thể coi nó là câu hỏi ở mức thông hiểu vì chúng ta đã gặp nhiều rồi, chúng ta sẽ biết cách xử lý, được không? Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1. Thì nhớ cho thầy, đó là khi chúng ta à, gặp một cái dữ kiện bài toán người ta cho cái đồ thị lúc này là đồ thị y f(x). Thì thầy khuyên các bạn công việc đầu tiên là các bạn nên từ đây các bạn sẽ suy ra cái bảng biến thiên cho thầy. Tức là chuyển về cái trường hợp số 4 thầy vừa cung cấp cho các bạn đúng không? Chuyển về trường hợp số 4. Nếu gặp cái trường hợp số 5 đó là họ cho hàm y f(x) thì các bạn sẽ lập cái bảng biến thiên cho thầy. Tức là từ đây các bạn phải suy ra được cái bảng biến thiên. Đúng không? Đấy. Ở đây thầy suy ra bảng biến thiên luôn nhá. x này. f(x). f(x) Thì cái bảng biến thiên lúc này chúng ta hiểu rằng là chúng ta sẽ cho những cái giá trị x làm cho cái đạo hàm bằng 0. Đúng không? Tình huống này thì các bạn sẽ giải cái phương trình này ra. Thì các bạn thấy rằng là nếu các bạn giải phương trình f x bằng 0 thì bản chất chính là việc các bạn sẽ đi tìm các cái giao điểm của đồ thị y bằng f và x với trục ox tức là y bằng 0. Thì các bạn nhìn thấy đây chính là cái nghiệm của nó này. Các giao điểm mà. Đúng không? Nhưng ở đây thì các bạn thấy rằng là số 5 các bạn không cần cho vào được rồi. có lẽ là thầy cứ cho vào đi Sau đó thì thầy sẽ nói là thực ra thì không cần thiết trong trường hợp số 5 này ờ, Thầy cứ cho vào nhé, để các bạn hiểu trước Đầu tiên thì chúng ta cứ cho các giá trị âm 3 này Bao nhiêu? À, 1, 3, 5 Anh này là dương vô cùng Anh này là âm vô cùng Đấy. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là tất cả những cái anh này làm cho đạo hàm bằng 0 khoảng cuối cùng à, tình huống này các bạn có thể nhìn phát hiện này ở đây thì các bạn thấy là khi à, x lớn hơn 5 thì đồ thị nằm trọn phía trên trục ox tức là cái giá trị fx của các bạn đang dương vì đây chính là đồ thị y bằng fx mà ở đây các bạn thấy là qua số 0 nghiệm này thực ra là điểm tiếp xúc nghiệm kép thực ra thì trên đây các bạn cho các bạn biết ngay được là gì à, bản chất của cái việc mà chúng ta muốn xem dấu của fx thì chính là cái việc mà chúng ta xem là cái phần đồ thị nằm chọn phía trên, cái khoảng nào mà làm cho đồ thị nằm chọn phía trên thì cái khoảng đó là khoảng dương. Thì các bạn nhìn thấy là từ 3 đến dương vô cùng đồ thị nằm chọn phía trên nên là anh này tiếp tục dương. Đúng không? Thực ra cũng hiểu thôi vì khi tình huống này đây là nghiệm kép, nghiệm kép thì qua nó không đan dấu, tiếp xúc mà. Nhưng bằng nằm tiếp xúc nghiệm kép. Anh này âm này, anh này dương này, đúng không? Đan dấu mà. Các nghiệm này là nghiệm đơn, hoặc nếu không các bạn nhìn thấy có thể kiểm tra nhanh là từ âm -3 đến một đồ thị nằm chọn phía trên. Đúng không? Nó dương, anh này âm. Còn từ 1 đến 3 các bạn nhìn này, đô thị nằm trọn phía dưới thì nó âm rất hợp lý, đúng không? À, thầy cho, cho anh này đi xuống này. Anh này đi lên này. Tức là chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh phác họa của đô thị rồi. Xin lỗi các bạn, anh này toàn bộ là dương đi lên luôn. Đúng không? Đấy. Thì ở đây à, chúng ta à, cũng không cần điền các số đâu. Thế là xong. Và từ đây thì các bạn có thể nhìn thấy các cái khoảng gì? Khoảng nghịch biến rồi. Đây, nghịch biến là các khoảng này. Các khoảng đây, từ đây đến đây Đúng không? Đấy, trong hai cái khoảng này Nhưng ở đây thì uh, chúng ta thấy rằng là người ta cần gì? à, Các giá trị nguyên đi từ trừ 20 đến 12 Đấy, thì thầy có thể lấy luôn đây là trừ 20 đi Trừ 20 12 thì nó nằm ở đây Đúng không? Vậy thì các bạn nhìn thấy là trừ 20 thì, đã... thì cái giá trị trong khoảng trừ 20 đến trừ 3 là trong đây là đang Đang nghịch biến rồi, đúng không? Yên tâm là trong đây đang nghịch biến Vậy tức là bây giờ thầy sẽ lấy từ trừ 20 thì xuất phát Bắt đầu cái giá trị mà nó nằm trong khoảng nghịch biến của anh này thì bắt đầu nó là trừ 19 vì chúng ta không lấy cái đầu mút trừ 20. Như vậy bắt đầu nó là trừ 19. Kết thúc trong cái khoảng này là bao, nhiêu các bạn? À, lúc này là nói trên các khoảng nhé. Nằm trên có khoảng đây là trừ 3 chúng ta không lấy. Và trước đó thì chúng ta sẽ có trừ 4. Đúng không? Còn anh này đến 12 thì các bạn thấy rằng là từ 1 đến 12 thực ra thì trong khoảng này nó chỉ là 1,3 thôi. Nên là từ 1 đến tiếp trong cái khoảng này, này thì các bạn thấy là chỉ lấy thêm số 2. Đúng không? Trong đây thì chỉ lấy số 2 thôi. Như vậy thêm cái nạp thêm cái anh 2. Các bạn hiểu chỗ này không nhỉ? Tức là chúng ta chỉ xét từ trừ -20 đến 12. Nhưng thực ra thì trừ -20 đến 12 thì chúng ta chỉ lấy từ khoảng từ trừ -20 đến trừ -3 thôi và 1 đến 3. Đúng không? Vì các khoảng còn lại nó đều đều đồng biến mà, mình đang cần nghịch biến. Còn từ 1 đến 3 thì chúng ta chỉ lấy được cái giá trị 2 thôi, là giá trị nguyên mà, được không? Đó. Thì lúc này các bạn có thể đếm nhanh À, lấy số à gì nhỉ? cuối trừ số đầu, trừ 4 trừ, trừ -19 thành 15. 15 cộng 1 là 16. 16 cộng thêm một cái giá trị nguyên này, như vậy thành 17 và các bạn sẽ chọn đáp án D. Đấy. 17 giá trị nguyên thuộc các cái khoảng nghịch biến của hàm số y f(x) đúng không? À thực ra thì nhiều bạn sẽ nói rằng là à, câu hỏi này thầy làm khá là dài dòng, không nhất thiết phải lập bảng biến thiên. Hợp lý, vì thực ra lúc này thầy đang muốn là thầy lập bảng biến thiên để thầy dùng luôn cho câu 2. Còn nếu đi thi chúng ta chỉ gặp câu 1 ấy thì thực ra chả cần lập bảng biến thiên gì cả. Vì từ đây cũng cho các bạn hình ảnh là gì Là phần đồ thị nằm phía trên Đây chính là đồ thị Y bằng F X mà Y bằng F X Thì cũng cho các bạn biết rằng là gì Chúng ta đang cần khoảng nghịch biến Tức là chúng ta được tìm các cái giá trị X làm cho F và X làm sao à, Nhỏ hơn không Nhỏ hơn không thì về mặt bản chất là các bạn sẽ đi tìm các cái giá trị X Làm cho đồ thị Y bằng F X nằm phía dưới à, Đồ thị à, Đứng đường thẳng à, Y bằng 0 X à, bằng 0 Đúng không? Y bằng 0 xin là các bạn Y bằng không đấy chính là chỗ x Thì các bạn nhìn thấy là nó chỉ có hai cái khoảng này này làm cho đồ thị nằm phía dưới không? Đúng không? Tức là nó đi từ âm vô cùng đến âm 3 mà đi từ 1 đến 3 đấy, các bạn có thể nhìn thấy luôn đây. Đúng không? Thì không cần lập bảng biến thiên gì cả, nhìn thấy trên đồ thị là đủ luôn rồi. Đúng không? Nhưng vì như thầy nói là thầy sẽ lập để thầy dùng luôn cho cái câu này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua luôn sang câu 2 nha. Còn nếu đi thi chỉ gặp câu đầu thì nhìn trên đồ thị y bằng f và x là đủ để các bạn có thể nhìn thấy các khoảng đồng biến nghị biến rồi, đúng không? Cứ phần đồ thị nằm phía trên thì các cái khoảng x mà làm cho đồ thị nằm phía trên thì đấy là Phần uh, gì nhỉ? Đồng biến Còn cái phần đồ thị Nằm phía dưới thì cái khoảng x tương ứng Là nó nghịch biến nha. Ok bây giờ thì chúng ta sẽ đến với uh, Câu số 2 Đó là biết F0 bằng F2 bằng 0 Vậy thì điều này nói lên điều gì các bạn? Uh, ở đây thì người ta đang hỏi Trước tiên là chúng ta sẽ đi vào câu hỏi luôn uh, Hỏi hàm số y bằng trị đối của Fx đồng biến trên khoảng nào Thì bạn biết rằng là Để uh, xác định được khoảng đồng biến của hàm uh, chứa trị đối trong tình huống này Thì các bạn phải lập được bảng biến thiên của anh này mà muốn lập bảng biến thiên của anh này thì các bạn cần hiểu rằng là bản chất chính là việc các bạn phải đi à, suy luận ra cái đồ thị hàm y bằng triệu của x và muốn suy luận ra đồ thị này thì chúng ta phải biết được cái giao điểm của đồ thị với trục Ox để chúng ta biết là cái khoảng nào nằm phía dưới chúng ta phải lật lên được chứ đúng không vậy tức là bây giờ chúng ta xem là lúc này à, đường thẳng này à, cái đồ thị này cắt trục Ox tại những điểm nào thì ở đây người ta lại cho thêm cái dữ kiện này cho thêm dữ kiện này nói lên điều gì các bạn f0 bằng f2 bằng 0, nếu các bạn giải phương trình fx bằng không tức là các bạn đang tìm giao điểm của cái đồ thị này với trục OX ấy, thì ít nhất các bạn đã suy ra được có một nghiệm bằng không và một nghiệm bằng hai Thế nên có thể nhiều hơn nhưng ở đây thì người ta chỉ cho hai giá trị này các bạn hiểu chỗ này không f0 bằng f2 bằng không để chứng tỏ x bằng không là một nghiệm của phương trình này x bằng hai là một nghiệm của phương trình này đúng không vậy tức là kiểu gì cái đường thẳng hay là cái trục OX của các bạn luôn cắt đồ thị này tại hai điểm ít nhất là tại hai điểm x bằng không và x bằng hai thì không nó nằm ở đây các bạn này hai nằm ở đây các bạn gióng xuống Đấy. tức là đây chỉ là cái đường thẳng đây cắt tại hai này đây chính là y bằng không và bản chất nó chính là trục ox của các bạn đấy Đúng không và khi đó thì các bạn đã nhìn thấy đủ để các bạn có thể suy luận ra cái đồ thị gì y bằng trị đồ của fx bằng cách là các bạn gạch bỏ toàn bộ phần phía dưới trước khi gạch bỏ các bạn sẽ gì lấy đối xứng lên đúng không lấy anh này đối xứng lên, à, xong rồi đấy các bạn gạch bỏ toàn bộ phần này đi, ổn rồi đấy và các bạn đã nhìn thấy hình ảnh, đúng không? dáng điệu của cái đồ thị y bằng à, chị đồ của em ấy, vẫn đủ để các bạn có thể kết luận à, các cái khoảng ở đây họ hỏi, hỏi khoảng gì nhỉ? đồng biến, đúng không? đồng biến tức là chúng ta sẽ lấy cái phần bên trên nhá, đây thầy, thầy sẽ ký hiệu luôn phần đồng biến này, đây là phần đồng biến này, đồng biến tức là anh này là bao nhiêu đây? anh này thực ra chúng ta không cần cái giá trị này thực ra là khi đó thì người ta sẽ không cho vào trong trong cái phần đáp số đâu nên yên tâm thầy có thể ghi ở đây thì các bạn có thể lấy một cái giá trị a bất kỳ đi à, nó đi từ đây đến đây đúng không Đây là đồng biến này nếu nó không xác định thì yên tâm là người ta sẽ không cho những cái đáp án nó dính đến cái phần này đâu ở đây thì các bạn nhìn thấy là tiếp tục anh này đi lên chúng ta đang cần đồng biến mà đây khoảng này cũng là đồng biến nhá những anh nào đi lên là đồng biến đây thì ký hiệu để các bạn đi quan sát sau đó thì chúng ta kiểm tra đáp số Đúng không? Đây đây. Thực ra thì nhiều bạn sẽ thắc mắc là có thể biết được cái đồ thị khi x dần tới dương vô cùng nó ra một giá trị cụ thể sao? Thì cũng có thể hợp lý nhưng thực ra ở đây như thể nói là nếu như thế thì người ta sẽ không động đến cái khoảng bên này đâu. Đúng không? Đấy. Thì bây giờ các bạn có thể nhìn nhá. Tức là ít nhất là các bạn có thể nhìn thấy cụ thể hơn là nó đồng biến trên khoảng 01 và 23. Đây các bạn nhìn thấy có đáp án 23 này. Chọn luôn. đúng không? Còn bây giờ thì trừ 31 thì các bạn thấy là là trừ 31 là không chuẩn rồi. Trừ 3 là trừ 3 ở đây trừ 3 1 đây trừ 3 đây cái số trừ 3. Nửa đồng nửa nghịch đúng không? Nửa nghịch nửa đồng. ba dương vô cùng, 3 dương vô cùng thì lại không phải rồi, đúng không? Ít nhất là phải có một phần nghịch rồi. Đúng không? Rồi lại có một phần đồng. Đấy. Mình đang cần phần đồng biến mà. Hoặc có thể chỉ phần nghịch, nhưng ở đây mình cần đồng biến mà. Có ít nhất một phần nghịch là loại rồi. hay à, loại. Âm vô cùng đến 0. Âm vô cùng đến 0 thì cũng loại luôn. Lúc đồng lúc đồng, nghịch, đúng không? Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ chọn đáp án B. Các bạn hiểu đúng không? Đấy. Thì ra câu hỏi này xuất hiện trong đề thi thì có thể xếp vào câu hỏi ở mức độ vận dụng đấy, đúng không? Đấy. Ok, như vậy là thầy kết thúc câu số 2. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua câu số 3 nhá. À, chúng ta sẽ đến với câu số 3 đó là hàm số y bằng f trên của x nghịch biến trên khoảng nào sau đây? Đấy. Thì muốn à, làm được anh này thì đầu tiên các bạn nhớ cho thầy là gì? Là về mặt bản chất để à, vẽ được cái bảng biến thiên của anh này hay là vẽ được cái đồ thị của cái hàm à, y bằng f trên của x, được không? S Thì các bạn chỉ cần biết được dáng điệu Của đồ thị phía bên tay phải trục Y là đủ Đúng không? Còn phần tay trái thì các bạn không có quan tâm thì Đằng nào cũng phải gạch đi mà Đúng không? Đấy. Nên là lúc này thầy sẽ, à, Trước tiên thầy sẽ phát họa Cái hình ảnh Tức là thầy sẽ lập cái bảng biến thiên Của hàm Y bằng X Tức là hàm nguyên gốc trước Nhưng chúng ta chỉ còn quan tâm phía bên trái thôi Tức là thầy sẽ ngăn bởi số 0 này quan tâm số không và thầy quan tâm tới phần bên này thôi và sau đó thì thầy lật sang bên này là xong thì từ không tức là thầy bỏ cái phần này đi không nhé, không ở đây thì các bạn nhìn thấy chúng ta sẽ điền hai giá trị một ba đúng không làm cho đạo hàm bằng không đấy một ba như vậy có một ba anh này dương vô cùng đúng không? Đấy, thì anh này bằng không này anh này bằng không này thì anh này là dương này một ba là âm này anh này là dương này đấy như vậy là bên này là các bạn đã nhìn thấy dáng điệu của đồ thị chưa? Đồng ý không? Thì bên này nó tương tự lật sang thôi mà. Lật sang vì nó đối xứng vì thực ra bản chất của anh này nó chính là trục OI của các bạn đấy. Đây chính là trục OI đấy, đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ lấy lật sang thì anh này một nó sẽ là trừ một anh này 3 sẽ là trừ 3. Anh này âm vô cùng. Thì anh này sẽ là không anh này sẽ là không Anh này dương lật sang sẽ là âm, đối xứng mà. Anh này dương, anh này âm. Như vậy nó sẽ là đi xuống, đi lên và đi xuống. Đấy. Ổn chưa các bạn? Xong rồi đấy. Như vậy là các bạn đã nhìn thấy các cái dấu có FX rồi, Nó đủ. Ở đây thì thậm chí còn nhìn thấy cái cả dáng liệu cơ. Ở đây mình cần nghịch biến. Nghịch biến tức là cái phần âm. Đây là nghịch biến này. Đây là nghịch biến này và đây là nghịch biến. Như vậy có ba cái khoảng nghịch biến. Từ âm vô cùng đến trừ -3, trừ -1 đến 0 và từ 1 đến 3. Được rồi, bây giờ thì chúng ta kiểm tra xem anh nào dính vào một trong ba khoảng này hoặc là tập con là ổn. Trừ -3 đến 0, trừ -3 đến 0 hỏng rồi. 0 đến 1 0 đến 1 cũng hỏng Âm vô cùng đến trừ 1 Âm vô cùng đến trừ 1 cũng hỏng Đúng không? Trừ 1 đến 0 Hiển nhiên khi đó thì chỉ còn anh này đúng trừ 1 đến 0 chuẩn Đó đi Đấy. À, như vậy là khá là nhẹ nhàng đúng không? Đấy Như vậy là khi các bạn hiểu được à, cách chúng ta xử lý à, dạng câu hỏi số 1 Thì chúng ta sẽ à, giải quyết các bài toán nó rất là nhanh Đấy. Và thì hy vọng rằng là khi gặp các cái lớp câu hỏi Số 1. Bây giờ thì uh, sau khi đã uh, xem xong cái phần các ví dụ cũng như thầy đưa ra phương pháp cho các bạn để xử lý câu hỏi số 1 thì nếu xuất hiện trong đề thi của cái dạng câu hỏi số 1 thì các bạn phải xử lý tốt cho thầy được không? Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua tiếp một cái câu hỏi số 2. Uh, vẫn tiếp tục ở cái nhóm câu hỏi liên quan tới các bài toán về tính đơn điệu của hàm số nhưng không chứa tham số. Lúc này chúng ta sẽ đến với một cái phần đó là liên quan đến hàm học Tuy nhiên các câu hỏi này thì thường sẽ xếp vào câu hỏi ở mức độ vận dụng hoặc là vận dụng cao thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết nội dung của câu hỏi số 2 và sau đó thì cung cấp cho các bạn phương pháp chúng ta giải và tiếp tục đi vào các ví dụ với sự lựa từ mình nhỉ